Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó. Mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội, tội lỗi lớn nữa. Uống huyết, uống máu tươi của gì, của chúng sinh, mà bảo là gì đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thì thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì, không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận. Thì không bao giờ chúng ta thì bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay. Vào ngày mùng 1 đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn. Ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn. Ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi. Nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân thì nó còn quá ít. Các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều, nhưng phần lớn là các quán chay gì? Đắt tiền. Vào ăn quán chay phải 100.000. Nếu mà ăn buffet mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000 mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ bảo 99.000, thực tế có ai lấy là 1.000 đâu. Đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. Mà giả là 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị. Tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu. Tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. Thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ấy, quán cơm chay họ sang thì 30.000, bình dân là 15 đến 20.000, ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi. Cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nếu còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000. Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt sang trọng, 5 người hoặc 6 người gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. Rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng những người họ không theo Phật đó, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các gì, các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ ăn nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo. Các anh, các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô, các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc, vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi, tôi thấy đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay, quán nào đông chật luôn. Tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, gần chỗ cái đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường đường dài khoảng độ tầm 100 mét,
mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng là người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức, họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều. Đặc biệt là 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông lại vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á, thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15 và ngày 18 và ngày 23. Những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm, đó là ngày mùng 8 nữa. Thế nhưng ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 đấy này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay cứ ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30, mùng 1, tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ, những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta không sát sinh, không ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt. Không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên đấy là cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì, 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian, chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Là phóng sinh tu phúc làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức, thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên á, bạn nên khuyên gì, nên khuyên mọi người thay vào á, ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó và ngày rằm đó, tháng 2 ngày thôi. Chỉ cần được tháng 2 ngày thôi, các bạn thấy thì trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây thì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc,
cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia chỉ cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. Nếu mà tăng lên được thì được cái gì? Vào ngày 30, mùng 1 và 14, 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. Bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. Đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn á, làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện, họ mới thấy gì, ô, cắt tóc vào gì, đầu tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói gì, cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn, càng có tốt. Bạn gái đấy gì, đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì, nhiều anh chàng là gì, đi cứ liếc liếc mắt rồi ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ, họ không kiêng cắt tóc vào gì, vào đầu tháng nữa đâu. Mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng, tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư, cái thừa, những cái xấu á, để đoán cái gì, cái cát, cái tường, cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra. Nếu cắt vào đầu tháng thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không? Cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì trai nhìn nữa. Đó. Cho nên đấy, cái này thì thôi, nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã. Người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa. Chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi, tên con là Minh Thư, ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang trì chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải trì thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện. Nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm.
Và bạn đã tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng á là trì đại bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy, hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú đại bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Đó, và do đó cho bạn thì bạn đã và đang hành trì đại bi và 42 thủ nhãn pháp. Sau khi hành trì rồi lại tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu, tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì á, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng á, trì đại bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người có tay mà không chân cả. Chưa thấy, chưa từng thấy qua, quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là gì? Thầy cũng là một con mọt sách, thầy đọc sách rất là nhiều nhưng mà chưa từng thấy, chứ không phải là không có nhé, thầy không nói là không có, thầy chưa gặp, chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ, hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy. Thậm chí họ lấy thì lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn, hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, cho nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, Hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, Đại Lão Hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, chúng ta phải nói đúng là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, vì ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy Cố Đại Lão Hòa thượng 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 nhân Tuyên Hóa, ngài nói rằng á, trì đại bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại, hành thủ nhãn mà không trì đại bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông ấy, thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy, đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông á, mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà, tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách, tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì á, là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối, đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu chứng và chúng ta gì cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên,
bất cứ lúc nào. Chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng, vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là mật pháp, 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn đại bi thập chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì đại bi thập chú không cần phải gì ạ? Không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì đại bi thập chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thuộc về gì? Thuộc về hiển pháp. Mật pháp cũng gì? Cũng hành trì được. Mà hiển pháp cũng hành trì được, tức phổ cập các căn. Giống như một câu Phật hiệu A Di Đà Phật vậy, ai niệm cũng có thể được, ai trì cũng có thể thành tựu. Đại bi thập chú của Đức Phật, của nhà Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, tức có gì ở trái đất chúng ta này, nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Ngài thấy được rằng nghiệp chướng gì thì nhiều, nghiệp chướng chúng sinh thì nhiều, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên á, Ngài đặc biệt là thấy là cái gì? Cái chướng sâu. Vì sao mà có chướng? Vì chính do nghiệp sát đạo dâm vọng của mình ở đời trước gieo tạo nhiều. Cho nên đời này tuy được thân người, đời này tuy được thân người, nhưng mà cái nghiệp báo oan gia trái chủ nó bám theo, nó gì? Nó báo oán, nó đòi nợ quá nhiều. Thậm chí là gì? Chúng ta phát nguyện tu tập làm công việc phúc thiện một chút đó gì? Là các loại quỷ thần và thiên ma gì? Nó đến nó phá, nó phá đám chúng ta, nó không muốn cho chúng ta đi về với Phật, không muốn cho chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát. Nó muốn cho chúng ta mãi mãi làm gì? Làm nô lệ, làm nô lệ họ, làm nô lệ nó. Tức là thiên ma ba tuần đó, và các loài gì? Các loài quỷ vương độc ác á, nó mãi mãi muốn cho chúng ta để làm đệ tử của nó, làm kẻ hầu người hạ của nó, làm tôi tớ cho nó. Cho nên á, nó phá chúng ta. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài dùng đại thần lực của mình á, công đức của mình á, trí tuệ của mình á, phước báo của mình á, đặc biệt thuyết ra gì? Bộ kinh gọi là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có gì? Có thần chú đại bi. Mình gọi là gì? Đại bi, rồi có thập chú nữa. Đại bi thập chú. Để làm gì? Mục đích của nó là để dành cho tất cả các đối tượng. Những người học Phật, những người không học Phật. Có nghĩa là những người chưa phải là đệ tử Phật đó, không cần phải gì ạ? Quy Tam Bảo đó, vẫn có thể trì chú đại bi được. Tức là chưa cần phải là đệ tử Phật, chưa cần quy Tam Bảo, vẫn có thể trì chú đại bi và vẫn gì? Vẫn được linh nghiệm, vẫn tiêu tai dài hạn và vẫn gì? Đoán phúc nghinh tưởng được. Cho nên á, chúng ta thấy trì đại bi thập chú đây là gì? Thuộc về hiển giáo. Do đó không cần phải gì? Phải thực hành 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn tức là gì? Phương pháp gì? Vừa kết ấn, vừa quán tưởng khi trì chú đại bi. Cái này thầy, vì thầy đã gì? Thầy xuất thân từ gì? Từ cái sơn môn Hương Tích, tức là sơn môn chủ Hương đó, mà cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là thầy thế phát cho tôi á. Mà sau này thì tôi gọi là ông ấy, ở trong sơn môn thì nói nôm na cho người ta dễ hiểu gọi là ông ấy. À, đúng ra ngày xưa tôi xuất gia, xin xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đã nhận lời độ tôi và thế độ cho tôi, tức thế phát cho tôi ấy. Nhưng mà sau này vì cái nhân duyên đặc biệt cho nên á, cụ mới bảo là thôi, y và đệ tử của tôi để thọ giới để đi học. Vì sau này để cho thuận tiện, tôi bạch với cụ luôn, thôi thôi là
đệ tử của sư phụ tôi bây giờ chùa Vạn Niên, là đệ tử thứ tư của gì? Của cố hòa thượng chùa Hương đó. Thôi thôi, làm con hay làm cháu tôi nghĩ là như nhau cả, miễn là gì, mình đối với thầy với tổ mình luôn luôn được giữ được cái gì, cái lòng hiếu kính đối với thầy với tổ là được. Cho nên xuất phát từ một cái gì? Một cái nôi của mật tông Phật giáo ở phía Bắc, tức là gì? Cụ chùa Hương khi còn tại thế, cụ là một gì, một vị phải nói là một vị chân sư, phải nói là một vị, có thể nói là một vị tổ sư của gì, của mật tông. Đặc biệt gì, cụ rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, được rất nhiều người gì ái mộ và gì kính ngưỡng. Bản thân tôi cũng rất là gì ái mộ và kính ngưỡng cụ. Mà sau này ấy, thì chúng tôi thì cũng đã thọ gì thọ mật pháp với cụ và gì, và cũng đã tu mật tông, tìm hiểu và tu tập mật tông một thời gian. Và năm ngoái khi mà chúng tôi nghe giảng về chú Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp của ngài thượng nhân Tuyên Hóa đó, chúng tôi đã cho soạn ra thành một cái nghi thức hành trì 42 thủ nhãn pháp. Và năm ngoái khi mà cả đất nước đang bị cái nạn gọi là cái nạn về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết, mình gọi là sốt xuất huyết, sốt virus, sốt xuất huyết đó. Mà chính cái năm ngoái đó, lúc đó tôi chuẩn bị đến dịp rằm tháng 7 Vũ Lan đó, tôi bị sốt này phải đi viện mất 4-5 ngày. Và khi mà tôi ra đó mới thấy già, trẻ, gái, trai, thậm chí là những anh chàng thanh niên to khỏe, cơ bắp, lực lưỡng, xăm sổ đầy mình vào đó thì mất hết sự sống, mặt mũi tái mét, môi thâm. Mỗi khi nó cái cơn sốt nó lên sình sịch thì lúc đó thì cơ bắp cuồn cuộn như gì, mấy chú cơ bắp kia cũng như bà cụ già 80 hết, ai giống ai, chả còn sự sống nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy, nhờ cái đợt ốm đó mà tôi bị sốt cũng như mọi người kia, mà giặt dẻo ra đó mà nằm chung với các bệnh nhân như thế, mới thấy này tất cả, vì cũng chẳng có phòng riêng nữa cả, vì các phòng đều kín hết, và nằm chung với bệnh nhân già trẻ gái trai, nhất đặc biệt là các em nhỏ, mỗi khi tiêm khi truyền nước thì nó khóc. Những bà mẹ, có những bà mẹ mới nuôi con, mới sinh con được mấy ngày phải cách ly con để đi bệnh viện, thấy rất là khổ. Nằm viện 4-5 ngày, cắt sốt một cái tôi về. Tôi về nhà tôi liền là gì? Soạn ra, tôi liền hành mấy pháp trong 42 thủ nhãn pháp này. Tôi soạn, mặc dù tôi soạn ra gì? Soạn ra hết thành một nghi thức tụng niệm rồi, nhưng mà tôi chỉ mới thực hành có vài thủ nhãn thôi. Phát nguyện thực hành 3 tuần như vậy để cầu nguyện cho cái nạn dịch về sốt xuất huyết đấy được thuyên giảm và hết. Và quả thật không biết nó trùng hợp hay sao ấy, khi tôi phát nguyện sau 3 tuần đó thì tuần đầu tiên thì thấy các nhà chức trách của ngành y tế, của Bộ Y tế của Việt Nam mình ấy, nói rằng nó giảm xuống được khoảng 20-30%, và thực hành sang tuần thứ hai nó giảm được khoảng 60%, và thực hành sang đến tuần thứ ba thì giảm đã gần hết. Vì gặp một cái trận mưa to, gặp một trận mưa to một cái thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết là nó lây lan đại đa số qua đường gì, qua muỗi đốt.
trong một trận mưa to như vậy á, thì những cái trứng của con muỗi nó thì nó bị nó nở ra, hoặc là thì nó trôi hết cái loại trứng mà có nhiễm độc đó đi. Mà những con muỗi thì bị nhiễm độc đó, một trận mưa to như vậy mà mưa lạ kỳ thay mưa cả đất nước. Sang tuần thứ ba thì mưa toàn đất nước, tức là cả đất nước Việt Nam, Bắc Trung Nam, tỉnh nào cũng mưa hết. Đó, sau đó thì cái nạn đó đã được gì chấm dứt sau khoảng một tháng, hơn tháng gì đó chấm dứt. Và tôi rất mừng. Có thể đây là ngẫu nhiên, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã gia trì, đã giúp đỡ cho gì cho những bệnh nhân. Vì ngày đó chúng tôi cũng tha thiết, để vì nằm ốm rồi mới biết rằng chẳng có gì bằng sức khỏe cả các quý vị. Nằm trên giường bệnh rồi chúng ta thấy tất cả mọi cái, ví dụ chùa to cảnh lớn rồi chí nguyện hoằng pháp rồi vân vân, tất cả đều gì đều buông xuôi hết, chả có được cái gì cả. Đấy là gì? Đấy là tôi đấy. Tôi nói là bản thân tôi, chùa to cảnh lớn, chí nguyện hoằng pháp, rồi đệ tử vân vân, tất cả nó đều là con số không, thở còn chẳng được, hoằng cái gì, đi chưa vững, thì chùa cảnh cái gì, Phật sự cái gì. Cho nên lúc đó chỉ có một điều duy nhất, đó là cầu mong sức khỏe, cầu mong sớm được gì, sớm được hết bệnh, có sức khỏe thì mới làm được cái gì thì làm. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có sức khỏe là có tất cả, quả thực không sai. Lúc chúng ta ốm đau mới thấy sức khỏe là quý nhất. Sức khỏe là quý nhất các quý vị, chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là vợ chồng, không phải là con cái, không phải là chức tước, vân vân. Sức khỏe lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên khi mà dứt cái cơn sốt một cái về mà cái như bình thường á, thì người ta gì, người ta ăn vào để dưỡng bệnh. Nhưng tôi thì ở trong phòng và tụng kinh một ngày ba thời, hành trì đại bi thập chú và 42 thủ nhãn pháp này, thì nhưng tôi chọn có mấy thủ nhãn thôi đó. Và trì ít nhất là một khóa lễ như vậy là 49 biến đại bi. Các vị biết là trì 49 biến đại bi ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên, mà trong khi đó thì thân thể mình còn chưa hết bệnh. Nhưng mà mỗi khi trì như thế thì sau một cái thì đấy, thấy tinh thần nó thoải mái hơn và sức khỏe cũng thế thì cải thiện hơn, tốt hơn. Và hết 21 ngày sau thì tôi mới khỏe dần, và khi thì khoảng một tháng sau thì mới thực sự là khỏi hết. Và khi mình khỏi hết thì cũng thấy là đài báo và các đặc biệt là bên Bộ Y tế họ thông báo là đã chấm dứt cái dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam năm ngoái hay năm kia gì đó, tôi không nhớ rõ, hình như năm ngoái, cái dịch sốt xuất huyết khủng khiếp năm ngoái đấy, đúng rồi, năm ngoái, tôi nhớ rồi, năm ngoái đấy. Năm nay dịch sốt xuất huyết ở dưới huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của tôi vừa qua cách đây khoảng độ một tháng rộ lên, sư trong chùa cũng 2-3 người bị rồi, đặc biệt người dân bị rộ lên, mọi người sợ. Tôi xuống đó mở khóa tu đó 5 ngày, khuyên các Phật tử là ngoài cái việc chú tâm để cầu nguyện Tam Bảo Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho thỉnh Phật Ngọc ra, thỉnh Ngọc về để tạo tượng yểm tâm ra, thì còn hướng dẫn cho các Phật tử hướng tâm để cầu tiêu trừ cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra ở tại địa phương ở dưới đó. Và quả thật sau có mấy hôm sau thì nó cứ giảm dần, và thì bây giờ cũng hết rồi, hết cái dịch đó, hết tại đó luôn, tại đó và hết luôn. Cho nên chúng ta biết Phật pháp có thể tiêu trừ được những cái gì ạ, những cái bệnh chướng, nghiệp chướng và báo chướng của chúng sinh, đặc biệt là gì? Là chỉ chú đại bi, chú lăng nghiêm. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì, ở đâu có người trì chú lăng nghiêm và chú đại bi thì ở đó
có các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, có Phật Pháp Tăng Tam Bảo ở gia trì. Mà chúng ta biết có Tam Bảo gia trì, có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, chứ thiên chúng gia trì ấy, thì những cái nạn dịch nó sẽ gì tiêu trừ, những ma chướng ấy, sẽ không cánh mà bay. Cho nên cái việc hành trì đại bi thập chú, Phật tử là phải biết rằng là gì ạ, không cần là cứ phải gì ạ, phải thực hành thủ nhãn, một trong 42 thủ nhãn hay cả 42 thủ nhãn thì mới có hiệu lực, mới có công năng, mới có kết quả tốt, không cần. Còn 42 thủ nhãn pháp này á là phải gì ạ, phải được thầy truyền mới được. Đúng như vậy đấy. Phật tử tìm thấy ai đọc và ai nói là thực hành 42 thủ nhãn là phải được gì ạ, phải được truyền thì mới có thể tu luyện thì mới có kết quả, bằng không sẽ dễ lầm đường lạc lối, là đúng đấy, gặp chướng ngại là đúng. Nếu như chúng ta tự lên mạng, tự nghe giảng, tự mày mò mà hành trì 42 thủ nhãn pháp này, rất dễ đi vào đường tà, tôi khẳng định cái điều đó là có thật. Nếu Phật tử mà có duyên với mật tông, nên tìm đến các quý thầy tu với mật tông, các ngài sẽ truyền cho mình cái về mật pháp á, thì khi đó mình mới phải hành trì. Mà truyền rồi nhưng mình thỉnh thoảng cũng phải gần gũi lân mẫn các ngài để hỏi, để trình những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình, xem có phù hợp với không, có đúng hay không. Nếu đúng thì các ngài sẽ trách tấn mình cứ thế mà hành trì. Mà còn mà sai á, thì mình phải gì, phải dừng lại, mà phải gì, phải sửa sai ngay, không có đấy sẽ đi vào con đường tà, rất nguy hiểm. Cho nên người ta mới nói mật pháp, tức là tu theo mật tông của nhà Phật là dành cho những cái bậc căn cơ gì, căn cơ cao. Những tầng lớp mình phải nói là có thể nói nôm na những người phải có trí tuệ, phải có công đức, có phúc báo mới có thể hành trì mật pháp được, mật tông được, mới thành tựu trong gì, trong mật tông được. Bằng không ấy, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Tôi ngày xưa tôi cũng hành trì một thời gian. Các vị biết mà tôi ngày xưa tôi thọ mật pháp và trì chú. Mật tông thì họ chú trọng đến vấn đề gì, tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tức là sao? Tức là khẩu thì trì chú, tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tam mật gia trì, tâm mật tương ưng. Đó, thân thì kết ấn, miệng ấy thì đọc chú, tâm ấy thì quán tưởng. Ba cái đó kết hợp với nhau giống như chiếc đỉnh ba chân ấy, thì sẽ thành tựu được mật pháp, gọi là tam mật tương ưng. Khi mà làm thực hành thật tốt, có thể dùng công đức của gì, của người tu tập về mật pháp này có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ được rất nhiều người, gọi là tam mật gia trì, có thể giúp đỡ được rất cho nhiều người. Thậm chí chúng ta thì người đang ốm, đang bệnh, chúng ta có thể trì chú cho họ, sờ lên đầu họ là họ khỏi. Thậm chí là trì vào cốc nước đưa cho họ uống là gì, họ cũng khỏi. Ngày xưa chúng tôi học mật tông, sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên dạy cho tôi các nghi thức, nghi quỹ của mật tông. Và cái năm đó tôi cũng đang mệt mệt, và tôi ra đó, tôi học, tôi ở lại đó luôn, ở ngoài chùa Vạn Niên luôn. Và phòng sư phụ tôi ngủ thì ngay bên cạnh cái thất của sư phụ tôi, tôi ngủ cái phòng đối diện phía bên kia. Cứ dậy sáng tôi dậy tôi trì chú. Và trước đó thì gì, tôi chưa học, sư phụ tôi dạy cho tôi mà tôi học chỉ chú các bộ chú về mật tông, về mật pháp. Tôi chỉ có 3 hôm, tôi học 3 hôm. Sư phụ tôi kiểm tra, và sư phụ tôi thì nói rằng sư phụ tôi xin lỗi các vị, sư phụ tôi gọi là mày. Mày học có 3 ngày mà hơn người ta gì, học 15 năm. Hơn rất nhiều người học 15 năm. Đấy là sư phụ tôi nói như vậy.
Còn thì tôi thì không biết là vì sao sư phụ tôi nói như thế. Thì có thể là gì? Sư phụ tôi hỏi tôi về ấn quyết. Thì không hiểu tại sao tôi thì bình thường ra tôi nhớ rất là kém, trí nhớ tôi nó kém lắm. Nó rất là kém. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chú tâm, tôi thích, tôi chú tâm, tôi học như thế. Rồi ấn quyết qua có một lần thôi. Mà đến thì đến mấy chục cái ấn đều làm được hết. Làm đúng chứ không phải làm sai, làm còn đẹp nữa cơ. Đó, đây là về ấn, về quyết. Còn về chú thì chúng ta biết là chú thì từ phiên âm, từ tiếng Phạn ra đọc nó rất là khó. Để trì có hồn đó thì không phải là dễ các quý vị. Nhưng mà tôi thì tôi học đến đâu, tôi chỉ đến đâu, sư phụ chắc ở trong phòng sư phụ nghe hết. Cho nên là sư phụ mới nói rằng á, mày học mới có 3 ngày mà hơn rất nhiều người học 15 năm. Cả về ấn quyết lẫn gì, lẫn cái phương pháp trì chú, tức là cái âm điệu của gì, của trì chú nó có hồn, nó có lực, và nó gì, nó có cái mình phải nói là có cái linh ở trong đó. Mình nói nôm na là như vậy, là chúng ta hiểu. Cho nên cái đây nó còn cái duyên. Nhưng mà vì tôi thì thấy rằng muốn đi về, bây giờ thì lại hoằng truyền thiên về tịnh độ. Vì tôi thấy nhân duyên của chúng sinh ở thời mạt pháp này, như Ấn Tổ cũng như là các vị tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, người khuyên là thôi thời mạt pháp này, khuyên mọi người mình tu nữa, và khuyên mọi người đi cái phương pháp nào mà nó ổn đáng nhất, nó đảm bảo nhất. Đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi thì thực sự mới là người tu hành. Gặp A Di Đà Phật là thầy mình, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng, vân vân đó. Các vị Đại Bồ Tát sẽ trực tiếp làm thân giáo sư để dạy mình á, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Vãng sinh về đó rồi mình không bị thoái chuyển nữa, không bị cảnh khổ của sinh già bệnh chết, không bị cảnh khổ về gì, về tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Chúng ta thẳng tiến gì ở trên con đường đạo cho tới ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển. Đấy mới là gì, là một cái người khôn nhất, khôn ngoan nhất và thông minh nhất trong cái thời mạt pháp này để tu tập. Cho nên tôi vì nghe lời, tin sâu cái lời dạy của các bậc tổ sư chư tôn đức trưởng lão về Tịnh Tông, cho nên thì bây giờ thì thiên về tịnh độ. Nhưng mà trước khi phát nguyện đới nghiệp vãng sinh thì cũng muốn đem lại một cái lợi ích nho nhỏ, kết duyên với đại chúng, với mọi người, với các tầng lớp xã hội, mà đặc biệt là y giáo phụng hành lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cho nên khuyên mọi người trong 7 năm học tập và tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để tu đức tu thiện, báo hiếu ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhẫn đến gì, trả nợ các oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gì đã vay mượn, đã gì đã giết họ. Cho nên đây cũng là vì vậy các vị thấy trong 3 năm qua chúng tôi chuyên giảng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Trong chùa cũng chuyên tụng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Còn tất cả những kinh khác hoặc những bài giảng khác nó chỉ là trợ duyên. Còn chính hạnh đó chính là giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng thọ trì kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người dân chưa tin Phật, chưa biết đạo, nay họ đã tin Phật, đã biết đến đạo. Rất nhiều những người dân trước đây gì khổ sở bệnh tật, khổ sở về gì, về tâm linh, tâm lý,
ở trong cuộc sống không thể giải quyết được. Nhưng khi mà nghe giảng với kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tịnh, đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cái vấn đề tâm linh, tâm lý ở trong gia đình họ phần lớn là gì? Đã được tiêu trừ, đã được giải quyết. Cho nên họ tin, họ tin rất gì, rất sâu. Thậm chí nhiều người còn quy tam bảo nữa, nhiều người còn thờ Phật ở tại nhà nữa, thỉnh kinh thỉnh tượng về nhà để gì? Để đọc, để tụng, để lễ bái, để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát tại gia đình. Cho nên đây là gì? Đây là trong nhà Phật gọi là gọi tùy căn cơ để gì? Để giáo hóa, tùy nghiệp chướng của chúng sinh để dẫn dắt họ. Bây giờ nếu mà khuyên họ niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay, chưa chắc họ đã tin. Vì bây giờ họ đang cầu gì ạ? Đang cầu được bình an, đang cầu được mạnh khỏe, đang cầu được có công ăn việc làm tốt, đang cầu được có gì ạ? Con trai lớn tuổi có thể lấy được vợ, con gái lớn tuổi có thể lấy được chồng, đang cầu con cái gì cưới nhau mấy năm, năm năm chục năm, hơn chục năm rồi chưa có con, tìm các loại thuốc để cứu chữa, đông tây y kết hợp rồi, thậm chí là tâm linh cũng chữa rồi không được, cúng bái rồi cũng không được, lập đàn rồi cũng gì sám hối rồi cũng không xong, nhưng nay tụng kinh Địa Tạng một thời gian, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện theo hướng dẫn của gì, của chúng tôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ có, già có, thậm chí có đôi gì trên 50 tuổi rồi, cưới nhau đến hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi không có con. Nhưng thì vừa qua thì sau khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, tự nhiên thì họ được như nguyện, tức là gì, được sinh con trong khi đã gì trên 40 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp trên 50 tuổi tự nhiên sinh con. Sinh con không phải gì thông qua một cái sự tác động bên ngoài nào đó. Đó, chúng ta thấy đó là những cái sự vi diệu ở trong Phật pháp. Nếu khi chúng ta chỉ nhất tâm tín thọ phụng hành, trong nhà Phật gọi là gì? Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm á tất sẽ gì, có ứng, có ứng á thì tất sẽ gì, sẽ có gì, có linh, có linh thì tất sẽ cái gì, có thông, tức là sẽ được gì, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đấy là mình nói theo cái cách hiểu của chúng ta thế gian là như thế. Cho nên ở đây các Phật tử ở trong đạo tràng chúng tôi bây giờ, chúng tôi thiên về khuyên nghe giảng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho tiêu trừ nghiệp chướng. Còn chú Đại Bi và kinh Phổ Môn chúng tôi cũng khuyên các Phật tử tu cũng rất là tốt, nhưng mà cái đó là gì, trợ duyên thôi. Còn cái chính hạnh, chính duyên, chính hạnh trong đạo tràng chúng tôi bây giờ phát nguyện thêm 4 năm nữa là 7 năm hành trì kinh Địa Tạng. Bây giờ mới có 3 năm thôi, còn 4 năm nữa nếu các Phật tử mà có thể cùng có duyên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng cùng với chúng tôi một thời gian xem, có thể gì thấy cái cuộc sống của mình về tâm linh hay tâm lý hay là trong cuộc sống thế gian cũng như gì, cũng như ở việc học Phật xuất thế gian á, có thể các quý vị sẽ thấy khác hơn rất là nhiều, thấy tốt đẹp lên rất là nhiều, cả việc thế tục cũng như việc xuất thế đều tốt lên rất là nhiều. Cũng với thời gian học và tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói rộng ra như thế để cho Phật tử này cũng tham khảo thêm. Chứ còn nếu mà Phật tử này á mà hành trì 42 thủ nhãn và Đại Bi Thập Chú đó mà chưa được thầy truyền giới cho, tức là chưa thọ về mặt tông á, thì thầy nghĩ là nên thôi, nên dừng lại, không có là dần dần là sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhẹ là gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nặng là có thể dễ gì ạ, sẽ sinh cái tâm gọi là đầu tiên là cống cao ngã mạn, xong rồi á sẽ gì, sẽ trở thành gì, chướng ngại, và thậm chí là sẽ điên điên khùng khùng, sẽ loạn tâm,
Đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên dừng ngay. Cái việc hành trì 42 thủ nhãn pháp là thuộc về pháp của mật tông. Cho nên nếu chưa được thầy truyền thì Phật tử lại nên dừng ngay. Và các Phật tử chúng ta cũng nên gì, nên dừng khi chúng ta, ai mà đang hành trì mà chưa được thọ mật pháp thì cũng nên gì, nên dừng ngay. Thì cái pháp này là pháp khi mà chúng ta kết ấn, chúng ta quán tưởng, chúng ta trì chú, các vị thiên long bát bộ các ngài gì, phải tuân thủ. Đặc biệt là những cái pháp gọi là những pháp câu triệu, ở trong đó gọi có những pháp câu triệu, tức là thỉnh chư thiên, thỉnh các vị gì, thậm chí các vị thánh tăng, các vị bồ tát còn phải vân tập. Trong 42 pháp thủ nhãn có những pháp mà hàng bồ tát và hàng chư thiên, hàng thánh tăng còn phải vân tập để gì, để hộ đàn, hộ giới và hộ pháp. Nhưng khi về đó lại thế, chúng ta câu thỉnh, câu triệu các ngài về, thỉnh các ngài về á, mà chúng ta gì, làm sai pháp á, các ngài không hoan hỉ, các ngài bỏ đi á, lần sau chúng ta có thỉnh, có câu triệu các ngài không về nữa thì gì, ma gì, thiên ma ba tuần đích thân nó về, hoặc là sai các gì, các vị tướng quân của nó, hoặc là các vị binh hùng tướng mạnh của nó về á, để giả làm Phật Bồ Tát, giá làm chư thiên long bát bộ để cho mình thấy cái này cái nọ cái kia, và mình đắc được thần thông, để đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, túc mệnh thông, vân vân đó, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi vào đường tà. Cho nên khuyên Phật tử này và các Phật tử nếu chưa được thọ mật pháp, tức là chưa được thì được thầy truyền cho cái pháp mật tông á, thì chưa nên học. Không nên học, chứ không phải chưa, mà không nên học 42 pháp thủ nhãn, và không hành trì 42 pháp thủ nhãn khi chưa có thầy truyền. Mà thầy truyền phải là thầy đã thọ mật tông, mật pháp, và là biết về, biết rõ về cái phương pháp tu tập này, truyền cho mình mới được. Chúng tôi thì thực tế mà nói thì không ai truyền cho chúng tôi trực tiếp cái này, nhưng chúng tôi đã thọ mật tông, đã thọ mật pháp. Cho nên khi nghiên cứu, chúng tôi đã đối trước di ảnh của Giác Linh, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiện Nhân Thượng Tuyên Hạ Hóa, và phát nguyện nếu có duyên, ngài cho con thì xin được soạn ra, in ra và soạn 42 thủ nhãn pháp này để hành trì, để cầu nguyện tiêu trừ cái bệnh trước mà rất nhiều người dân Việt Nam năm 2017 đó đang mắc cái nạn gọi là cái bệnh chướng, về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết đó, khủng khiếp, chết cũng khá nhiều người, mà đặc biệt là nó làm cho rất nhiều người khổ sở, mất công, mất việc, mất đi sức khỏe. Cho nên chúng tôi vì cái đại nguyện đó mà soạn ra và hành trì một thời gian, nhưng từ đó đến nay thì cũng không hành trì được mấy, không hành trì được nữa, hành trì được có một thời gian thôi, sau đó thì dừng lại, sau đó thì dừng lại. Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó. Mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội lỗi lớn nữa, uống huyết, uống máu tươi của gì, của chúng sinh, mà bảo là gì, đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì, không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận, thì không bao giờ chúng ta thì bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay, và ngày mùng 1 đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn, thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn á. Ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi.
Nhưng rất tiếc là các quan trai bình dân đó thì nó còn quá ít. Các quan trai Hà Nội bây giờ có nhiều, nhưng phần lớn là các quan trai đắt tiền. À, vào ăn quán chay á, phải 100.000. À, nếu mà ăn buffet á, mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân đó, thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000, à, mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ và 99.000, thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. À, mà giả là 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị. Tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu. Tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ, thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. À, thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, à, bình dân là 15 đến 20.000, à, ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi. Cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, à, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, à, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nếu còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000. Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt, sang trọng, 5 người hoặc 6 người, à, gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn, thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. À, rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng, à, những người họ không theo Phật đó, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các gì, các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo. Các anh, các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô, các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc, vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi, tôi thấy đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, à, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay, quán nào đông chật luôn. À, tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, à, gần chỗ cái, à, đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó, ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường dài khoảng độ tầm 100 mét, mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. À, chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức, họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều. À, đặc biệt là khoảng 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông lại vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á, thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15, à, và ngày 18 và ngày 23. À, những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm, à, ăn chay thêm đó là ngày mùng 8 nữa, à,
Đấy, những ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, à, có thể 24 đấy này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay có ngày 3, ngày 8 à, và ngày 14, 15, 30 mùng 1. Tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28 à, đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ những cái ngày đó. À, trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt. Không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên đấy này cũng là cái việc làm rất là tốt. À, mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Nên không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian, chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Là phóng sinh tu phúc làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức, thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên bạn nên khuyên gì? Nên khuyên mọi người thay vào ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó, và ngày rằm đó tháng 2 ngày thôi. Chỉ cần được tháng 2 ngày thôi, các bạn thấy trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây gì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. À, nếu mà tăng lên được thì được cái gì? Vào ngày 30 mùng 1 và 14 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. À, bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. À, đảm bảo là chúng tôi sẽ gì cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn đó làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện, họ mới thấy gì? Ô, cắt tóc vào gì? Đầu tháng cũng gì? Cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì? Cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng
là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói thì cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn càng có tốt. Bạn gái đấy gì đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì nhiều anh chàng là gì đi cứ liếc liếc mắt là ngã xoành xoạch ở, ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ họ không kiêng cắt tóc vào gì, vào đầu tháng nữa đâu, mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư cái thừa những cái xấu á, để đoán cái gì cái cát cái tường cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra à. Nếu cắt vào đầu tháng á, thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không, cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì chả ai nhìn nữa. Đó, cho nên đấy, cái này thì thôi nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã, người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên à, thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa, chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi, tên con là Minh Thư ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang trì chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải trì thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện, nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm, và bạn ấy tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng là trì Đại Bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy, hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú Đại Bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Và do đó bạn thì bạn đã và đang hành trì Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp, sau khi hành trì rồi lại tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng trì Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người có tay mà không chân cả. Chưa thấy. Chưa từng thấy qua. Quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là gì? Thầy cũng là một con mọt sách. Thầy đọc sách rất là nhiều. Nhưng mà chưa từng thấy. Chứ không phải là không có nhé. Thầy không nói là không có. Thầy chưa gặp.
chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ, hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy. Thậm chí họ lấy thì lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn. Hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, cho nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, đại lão hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, chúng ta phải nói đúng là cố Giác Linh đại lão hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, vì ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy cố đại lão hòa thượng thượng nhân Tuyên Hóa, ngài nói rằng chỉ Đại Bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại hành thủ nhãn mà không chỉ Đại Bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông ấy, thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy. Đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông á, mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách, tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì á, là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối. Đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian, chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu chứng, và chúng ta gì cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên bất cứ lúc nào, chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng, vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là mật pháp, 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn Đại Bi Thập Chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì Đại Bi Thập Chú không cần phải gì ạ? Không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì Đại Bi Thập Chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thuộc về gì? Thuộc về hiển pháp. Mật pháp cũng gì? Cũng hành trì được. Mà hiển pháp cũng hành trì được, tức phổ cập các căn. Giống như một câu Phật hiệu A Di Đà Phật vậy, ai niệm cũng có thể được, ai trì cũng có thể thành tựu. Đại Bi Thập Chú của Đức Phật, của nhà Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, tức cõi gì, trái đất chúng ta này, nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Ngài thấy được rằng nghiệp chướng gì thì nhiều, nghiệp chướng chúng sinh thì nhiều, phúc mỏng nghiệp dày,
chướng sâu tuệ cạn. Cho nên á, ngài đặc biệt là thấy là cái gì? Cái chướng sâu. Vì sao mà có chướng? Vì chính do nghiệp sát đạo dâm vọng của mình ở đời trước gieo tạo nhiều. Cho nên đời này tuy được thân người, đời này tuy được thân người, nhưng mà cái nghiệp báo oan gia trái chủ nó bám theo, nó gì, nó báo oán, nó đòi nợ quá nhiều. Thậm chí là gì, chúng ta phát nguyện tu tập làm công việc phúc thiện một chút đó gì, là các loại quỷ thần và thiên ma gì nó đến nó phá đám chúng ta, nó không muốn cho chúng ta đi về với Phật, không muốn cho chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát. Nó muốn cho chúng ta mãi mãi làm gì ạ? Làm nô lệ họ, làm nô lệ nó. Tức là thiên ma ba tuần đó, và các loài gì? Các loài quỷ vương độc ác đó, nó mãi mãi muốn cho chúng ta gì? Làm đệ tử của nó, làm kẻ hầu người hạ của nó, làm tôi tớ cho nó. Cho nên đó, nó phá chúng ta. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài dùng đại thần lực của mình, công đức của mình, trí tuệ của mình, phước báo của mình, đặc biệt thuyết ra gì? Bộ kinh gọi là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có gì? Có thần chú Đại Bi. Mình gọi là gì? Đại Bi, rồi có thập chú nữa. Đại Bi thập chú. Để làm gì? Mục đích của nó là để dành cho tất cả các đối tượng, những người học Phật, những người không học Phật, có nghĩa là những người chưa phải là đệ tử Phật đó, không cần phải gì quy tam bảo đó, vẫn có thể trì chú Đại Bi được. Tức là chưa cần phải là đệ tử Phật, chưa cần quy tam bảo, vẫn có thể trì chú Đại Bi, và vẫn gì, vẫn được linh nghiệm, vẫn tiêu tai dài hạn, và vẫn gì, đoán phúc nghinh tưởng được. Cho nên đó, chúng ta thấy trì Đại Bi thập chú đây là gì, thuộc về hiển giáo. Do đó không cần phải gì, phải thực hành 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn tức là gì, phương pháp gì vừa kết ấn vừa quán tưởng khi trì chú Đại Bi. Cái này thầy, vì thầy đã gì, thầy xuất thân từ gì, từ cái sơn môn Hương Tích, tức là sơn môn chủ Hương đó, mà cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là thầy thế phát cho tôi á, mà sau này thì tôi gọi là ông ấy. Ở trong sơn môn thì nói nôm na cho người ta dễ hiểu gọi là ông ấy. À, đúng ra ngày xưa tôi xuất gia, xin xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đã nhận lời độ tôi và thế độ cho tôi, tức thế pháp cho tôi. Nhưng mà sau này vì cái nhân duyên đặc biệt cho nên cụ mới bảo là thôi, y và đệ tử của tôi để thọ giới để đi học. Vì sau này để cho thuận tiện tôi bạch với cụ luôn, thôi là đệ tử của sư phụ tôi bây giờ chùa Vạn Niên là đệ tử thứ tư của cố hòa thượng chùa Hương đó. Thôi làm con hay làm cháu tôi nghĩ là như nhau cả. Miễn là gì, mình đối với thầy với tổ mình luôn luôn được giữ được cái gì, cái lòng hiếu kính đối với thầy với tổ là được. Cho nên xuất phát từ một cái gì, một cái nôi của mật tông Phật giáo ở phía Bắc, tức là gì, cụ chùa Hương khi còn tại thế, cụ là một gì, một vị phải nói là một vị chân sư, phải nói là một vị, có thể nói là một vị tổ sư của gì, của mật tông. Đặc biệt gì, cụ rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, được rất nhiều người gì ái mộ và gì kính ngưỡng. Bản thân tôi cũng rất là gì ái mộ và kính ngưỡng cụ. Mà sau này ấy, thì chúng tôi thì cũng đã thọ gì, thọ mật pháp với cụ và gì, và cũng đã tu mật tông, tìm hiểu và tu tập mật tông một thời gian. Và năm ngoái khi mà chúng tôi nghe giảng về chú Đại Bi
và 42 thủ nhãn Pháp của Ngài Thượng Nhân Tuyên Hóa đó. Chúng tôi đã cho soạn ra thành một cái nghi thức hành trì 42 thủ nhãn Pháp. Và năm ngoái khi mà cả đất nước đang bị cái nạn gọi là cái nạn về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết, mình gọi là sốt xuất huyết, sốt virus, sốt xuất huyết đó. Mà chính cái năm ngoái đó, lúc đó tôi chuẩn bị đến dịp rằm tháng 7 Vũ Lan đó, tôi bị sốt này phải đi viện mất 4-5 ngày. Và khi mà tôi ra đó mới thấy già, trẻ, gái, trai, thậm chí là những anh chàng thanh niên to khỏe, cơ bắp, lực lưỡng, xăm sổ đầy mình, vào đó thì mất hết sự sống. Mặt mũi tái mét, môi thâm. Mỗi khi nó cái cơn sốt nó lên sình sịch thì lúc đó thì cơ bắp cuồn cuộn như gì, mấy chú cơ bắp kia cũng như bà cụ già 80 hết. Ai giống ai, chả còn sự sống nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy. Nhờ cái đợt ốm đó mà, nhờ cái đợt ốm đó mà tôi bị sốt cũng như mọi người kia, mà giặt dẻo ra đó mà nằm. Mà nằm lại nằm chung với các bệnh nhân như thế mới thấy này, tất cả, vì cũng chẳng có phòng riêng nữa cả, vì các phòng đều kín hết. Và nằm chung với bệnh nhân già trẻ gái trai, nhất đặc biệt là các em nhỏ, mỗi khi tiêm khi truyền nước thì nó khóc. Những bà mẹ, có những bà mẹ mới nuôi con, mới sinh con được mấy ngày phải cách ly con để đi bệnh viện, thấy rất là khổ. Nằm viện 4-5 ngày, cắt sốt một cái tôi về. Tôi về nhà tôi liền là gì? Soạn ra, tôi liền hành mấy pháp trong 42 thủ nhãn pháp này. Tôi soạn, mặc dù tôi soạn là gì? Soạn ra hết thành một nghi thức tụng niệm rồi, nhưng mà tôi chỉ mới thực hành có vài thủ nhãn thôi. Phát nguyện thực hành 3 tuần như vậy để cầu nguyện cho cái nạn dịch về sốt xuất huyết đấy được thuyên giảm và hết. Và quả thật không biết nó trùng hợp hay sao ấy, khi tôi phát nguyện sau 3 tuần đó thì tuần đầu tiên thì thấy các nhà chức trách của ngành y tế, của Bộ Y tế của Việt Nam mình ấy, nói rằng nó giảm xuống được khoảng 20-30%, và thực hành sang tuần thứ hai nó giảm được khoảng 60%, và thực hành sang đến tuần thứ ba thì giảm đã gì, đã gần hết. Vì gặp một cái trận mưa to, gặp một trận mưa to một cái thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết là nó lây lan đại đa số qua đường gì, qua muỗi đốt. Trong một trận mưa to như vậy á thì những cái trứng của con muỗi nó thì nó bị nó nở ra, hoặc là thì nó trôi hết cái loại trứng mà có nhiễm độc đó đi. Mà những con muỗi thì bị nhiễm độc đó, mà trận mưa to như vậy mà mưa lạ kỳ thay mưa cả đất nước. Sang tuần thứ ba thì mưa toàn đất nước, tức là cả đất nước Việt Nam, Bắc Trung Nam, tỉnh nào cũng mưa hết. Đó, sau đó thì cái nạn đó đã được gì, chấm dứt. Sau khoảng một tháng, hơn tháng gì đó, chấm dứt. Và tôi rất mừng. Có thể đây là ngẫu nhiên, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã gia trì, đã giúp đỡ cho những bệnh nhân. Vì ngày đó chúng tôi cũng tha thiết, vì nằm ốm rồi mới biết rằng chẳng có gì bằng sức khỏe cả các quý vị. Nằm trên giường bệnh rồi chúng ta thấy tất cả mọi cái, ví dụ chùa to cảnh lớn rồi chí nguyện hoằng pháp rồi vân vân, tất cả đều gì ạ, đều buông xuôi hết, chả có được cái gì cả. Đấy là gì, đấy là tôi đấy, tôi nói là bản thân tôi, chùa to cảnh lớn, chí nguyện hoằng pháp, rồi đệ tử vân vân, tất cả nó đều là con số không, thở còn chẳng được, hoằng cái gì, đi chưa vững.
thì chùa cảnh cái gì, Phật sự cái gì. Cho nên lúc đó chỉ có một điều duy nhất đó là cầu mong sức khỏe, cầu mong sớm được gì, sớm được hết bệnh, có sức khỏe thì mới làm được cái gì thì làm. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có sức khỏe là có tất cả, quả thực không sai. Lúc chúng ta ốm đau mới thấy sức khỏe là quý nhất đó. Sức khỏe là quý nhất các quý vị, chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là vợ chồng, không phải là con cái, không phải là chức tước, vân vân. Sức khỏe lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên khi mà dứt cái cơn sốt một cái về mà cái như bình thường á, thì người ta gì, người ta ăn vào để dưỡng bệnh. Nhưng tôi thì ở trong phòng và tụng kinh một ngày ba thời, hành trì đại bi thập chú và 42 thủ nhãn pháp này, thì nhưng tôi chọn có mấy thủ nhãn thôi đó. Và trì ít nhất là một khóa lễ như vậy là 49 biến đại bi. Các vị biết là trì 49 biến đại bi ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên. Mà trong khi đó thì thân thể mình còn chưa hết bệnh à. Nhưng mà mỗi khi trì như thế thì xong một cái thì đấy, thấy tinh thần nó thoải mái hơn, và sức khỏe cũng thế thì cải thiện hơn à, tốt hơn. Và hết 21 ngày sau thì tôi mới khỏe khỏe dần. Và khi thì khoảng một tháng sau thì mới thực sự là khỏi hết. Và khi mình khỏi hết thì cũng thấy là đài báo và các đặc biệt là bên Bộ Y tế họ thông báo là đã chấm dứt cái dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam à, năm ngoái năm kia gì đó, tôi không nhớ rõ, hình như năm ngoái năm kia, hình như năm ngoái sao, năm ngoái cái dịch sốt xuất huyết khủng khiếp à, năm ngoái đấy, đúng rồi, năm ngoái tôi nhớ rồi, năm ngoái đấy. Năm nay dịch sốt xuất huyết ở dưới huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của tôi vừa qua cách đây khoảng độ là một tháng rộ lên, sư trong chùa cũng 2-3 người bị rồi, đặc biệt người dân bị rộ lên, mọi người sợ. Tôi xuống đó mở khóa tu đó 3 ngày 4 ngày hôm đó là 4 ngày 5 ngày 5 ngày khuyên các Phật tử là ngoài cái việc chú tâm để cầu nguyện Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho thỉnh Phật Ngọc ra à, thỉnh Ngọc về để tạo tự yểm tâm ra, thì còn hướng dẫn cho các Phật tử hướng tâm để à, cầu tiêu trừ cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra ở tại địa phương ở dưới đó. Và quả thật sau có mấy hôm sau thì à, nó cứ giảm dần và thì bây giờ cũng hết rồi. Hết cái dịch đó, hết tại đó luôn. Tại đó và hết luôn. Ừ. Cho nên chúng ta biết Phật Pháp có thể à, tiêu trừ được những cái gì ạ? Những cái bệnh chướng, nghiệp chướng và báo chướng của chúng sinh. À. Đặc biệt là gì? Là chỉ chú, đại bi, chú Lăng Nghiêm. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì? Ở đâu có người chỉ chú Lăng Nghiêm và chú đại bi? Thì ở đó à, có các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, có Phật Pháp Tăng Tam Bảo à, gia trì. Mà chúng ta biết có Tam Bảo gia trì, có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, chứ thiên chúng gia trì ấy, thì những cái nạn dịch à, nó sẽ gì? Tiêu trừ. Những ma chướng ấy, sẽ không cánh mà bay. Đó à. Cho nên cái việc hành trì đại bi thập chú, Phật tử này phải biết rằng là gì ạ? Không cần là cứ phải gì ạ? Phải thực hành thủ nhãn à, một trong 42 thủ nhãn hay cả 42 thủ nhãn thì mới có hiệu lực, mới có công năng, mới có kết quả tốt. Không cần. Còn 42 thủ nhãn pháp này á, là phải gì ạ? Phải được thầy truyền mới được. Đúng như vậy đấy. Phật tử tìm thấy ai đọc và ai nói là à, thực hành 42 thủ nhãn là phải được gì ạ? Phải được truyền thì mới có thể à, tu luyện thì mới có kết quả. Bằng không sẽ dễ lầm đường lạc lối. Là đúng đấy, gặp chướng ngại là đúng. Nếu như chúng ta tự lên mạng, tự nghe giảng, tự mày mò mà à, hành trì 42 thủ nhãn pháp này, rất dễ đi vào đường tà. Tôi khẳng định cái điều đó là có thật. Nếu Phật tử mà có duyên với Mật Tông, nên tìm đến các quý thầy à, tu với Mật Tông, các ngài sẽ truyền cho mình cái về mặt pháp á, thì khi đó mình phải hành trì
mà truyền rồi, nhưng mình thỉnh thoảng cũng phải gần gũi lân mẫn các ngài để hỏi, để trình những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình xem có phù hợp hay không, có đúng hay không. Nếu đúng thì các ngài sẽ trách tấn mình cứ thế mà hành trì. Mà còn mà sai thì mình phải gì? Phải dừng lại. À, mà phải sửa sai ngay, không có đấy, hãy đi vào con đường tà, rất nguy hiểm. Cho nên người ta mới nói là mật pháp, tức là tu theo mật tông của nhà Phật là dành cho những cái bậc căn cơ gì, căn cơ cao. Những tầng lớp mình phải nói là có thể nói nôm na những người phải có trí tuệ, phải có công đức, có phúc báo mới có thể hành trì mật pháp được, mật tông được, mới thành tựu trong gì, trong mật tông được. Bằng không ấy, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Tôi ngày xưa tôi cũng hành trì một thời gian. Các vị biết mà tôi ngày xưa tôi thọ mật pháp và trì chú. Mật tông thì họ chú trọng đến vấn đề gì, tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tức là sao? Tức là khẩu thì trì chú, tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tam mật gia trì, tam mật tương ưng. Đó. Thân thì kết ấn, miệng thì đọc chú, tâm thì quán tưởng. Ba cái đó kết hợp với nhau giống như chiếc đỉnh ba chân ấy, thì sẽ thành tựu được mật pháp. Gọi là tam mật tương ưng. Khi mà làm thực hành thật tốt, có thể dùng công đức của gì, của người tu tập về mật pháp này có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ được rất nhiều người, gọi là tam mật gia trì, có thể giúp đỡ được rất cho nhiều người. Thậm chí chúng ta thì người đang ốm đang bệnh, chúng ta có thể trì chú cho họ, sờ lên đầu họ là họ khỏi. Thậm chí là trì vào cốc nước đưa cho họ uống là gì, họ cũng khỏi. Ngày xưa chúng tôi học mật tông, sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên dạy cho tôi các nghi thức nghi quỹ của mật tông, và cái năm đó tôi cũng đang mệt mệt, và tôi ra đó tôi học, tôi ở lại đó luôn, ở ngoài chùa Vạn Niên luôn. Và phòng sư phụ tôi ngủ thì ngay bên cạnh cái thất của sư phụ tôi, tôi ngủ cái phòng đối diện phía bên kia. Cứ dậy sáng tôi dậy tôi trì chú, và trước đó thì gì, tôi chưa học, sư phụ tôi dạy cho tôi mà tôi học trì chú các bộ chú về mật tông, về mật pháp. Tôi trì chỉ có 3 hôm, tôi học 3 hôm, sư phụ tôi kiểm tra, và sư phụ tôi thì nói rằng sư phụ tôi xin lỗi các vị, sư phụ tôi gọi là mày học có 3 ngày mà hơn người ta gì, học 15 năm, hơn rất nhiều người học 15 năm. Đấy là sư phụ tôi nói như vậy. Còn thì tôi thì không biết là vì sao sư phụ tôi nói như thế. Thì có thể là gì? Sư phụ tôi hỏi tôi về ấn quyết, thì không hiểu tại sao tôi thì bình thường ra tôi nhớ rất là kém, trí nhớ tôi nó kém lắm, nó rất là kém. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chú tâm, tôi thích, tôi chú tâm, tôi học như thế. Rồi ấn quyết qua có một lần thôi, mà đến thì đến mấy chục cái ấn đều làm được hết, làm đúng chứ không phải làm sai, làm còn đẹp nữa cơ. Đấy là về ấn, về quyết. Còn về chú thì chúng ta biết là chú thì từ phiên âm, từ tiếng Phạn ra, đọc nó rất là khó. Để trì có hồn á thì không phải là dễ các quý vị. Nhưng mà tôi học đến đâu, tôi trì đến đâu, sư phụ chắc ở trong phòng, sư phụ nghe hết. Cho nên là sư phụ mới nói rằng mày học mới có 3 ngày mà hơn rất nhiều người học 15 năm. Cả về ấn quyết lẫn gì, lẫn cái phương pháp trì chú, tức là cái âm điệu của gì, của trì chú nó có hồn, nó có lực, và nó gì, nó có cái mình phải nói là có cái linh ở trong đó. Mình nói nôm na là như vậy, là chúng ta hiểu. Cho nên cái đây nó còn cái duyên. Nhưng mà vì tôi thì thấy rằng muốn đi về, bây giờ thì lại hoàng
về hoàng truyền thiên về tịnh độ. Vì tôi thấy nhân duyên của chúng sinh ở thời mạt pháp này, như Ấn Tổ cũng như là các vị tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, người khuyên là thôi thời mạt pháp này, khuyên mọi người mình tu nữa, và khuyên mọi người đi cái phương pháp nào mà nó ổn đáng nhất, nó đảm bảo nhất, đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi thì thực sự mới là người tu hành. Gặp A Di Đà Phật là thầy mình, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng, vân vân đó. Các vị Bồ Đại Bồ Tát sẽ trực tiếp làm thân giáo sư để dạy mình, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Vãng sinh về đó rồi mình không bị thoái chuyển nữa, không bị cảnh khổ của sinh già bệnh chết, không bị cảnh khổ về gì, về tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Chúng ta thẳng tiến gì ở trên con đường đạo cho tới ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển. Đấy mới là gì? Là một cái người khôn nhất, khôn ngoan nhất và thông minh nhất trong cái thời mạt pháp này để tu tập. Cho nên là tôi vì nghe lời tin sâu cái lời dạy của các bậc tổ sư chư tôn đức trưởng lão về Tịnh Tông, cho nên là thì bây giờ thì thiên về tịnh độ. Nhưng mà trước khi phát nguyện đới nghiệp vãng sinh thì cũng muốn đem lại một cái lợi ích nho nhỏ kết duyên với đại chúng, với mọi người, với các tầng lớp xã hội, mà đặc biệt là y giáo phụng hành lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cho nên khuyên mọi người trong 7 năm học tập và tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để tu đức tu thiện, báo hiếu ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhẫn đến gì? Trả nợ các oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gì? Đã vay mượn, đã gì? Đã giết họ. Cho nên đây cũng là, vì vậy các vị thấy trong 3 năm qua chúng tôi chuyên giảng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Trong chùa cũng chuyên tụng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Còn tất cả những kinh khác hoặc những bài giảng khác nó chỉ là trợ duyên. Còn chính hạnh đó chính là giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người dân chưa tin Phật, chưa biết đạo, nay họ đã tin Phật, đã biết đến đạo. Rất nhiều những người dân trước đây gì? Khổ sở bệnh tật, khổ sở về gì? Về tâm linh, tâm lý ở trong cuộc sống không thể giải quyết được. Nhưng khi mà nghe giảng với kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tịnh, đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cái vấn đề tâm linh, tâm lý ở trong gia đình họ phần lớn là gì? Đã được tiêu trừ, đã được giải quyết. Cho nên họ tin, họ tin rất gì? Rất sâu. Thậm chí nhiều người còn quy tam bảo nữa, nhiều người còn thờ Phật ở tại nhà nữa, thỉnh kinh thỉnh tượng về nhà để gì? Để đọc, để tụng, để lễ bái, để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát tại gia đình. Cho nên đây là gì? Đây là trong nhà Phật gọi là gọi tùy căn cơ để gì? Để giáo hóa, tùy nghiệp chướng của chúng sinh để dẫn dắt họ. Bây giờ nếu mà khuyên họ niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay, chưa chắc họ đã tin. Vì bây giờ họ đang cầu gì ạ? Đang cầu được bình an, đang cầu được mạnh khỏe, đang cầu được có công ăn việc làm tốt, đang cầu được có gì ạ? Con trai lớn tuổi có thể lấy được vợ, con gái lớn tuổi có thể lấy được chồng, đang cầu con cái gì? Cưới nhau mấy năm, năm năm chục năm, hơn chục năm rồi chưa có con, tìm các loại thuốc để cứu chữa
Đông Tây kết hợp rồi, thậm chí là tâm linh cũng chữa rồi không được, cúng bái rồi cũng không được, lập đàn rồi cũng gì sám hối rồi cũng không xong. Nhưng nay tụng kinh Địa Tạng một thời gian, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện theo hướng dẫn của gì của chúng tôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ có, già có, thậm chí có đôi gì trên 50 tuổi rồi, cưới nhau đến hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi không có con. Nhưng thì vừa qua thì sau khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, tự nhiên gì họ được như nguyện, tức là gì được sinh con trong khi đã gì trên 40 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp trên 50 tuổi tự nhiên sinh con. Sinh con không phải gì thông qua một cái sự tác động bên ngoài nào đó. Đó, chúng ta thấy đó là những cái sự vi diệu ở trong Phật pháp. Nếu khi chúng ta chỉ nhất tâm tín thọ phụng hành, trong nhà Phật gọi là gì? Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm á tất sẽ gì có ứng, có ứng á thì tất sẽ gì sẽ có gì có linh, có linh á thì tất sẽ gì có thông, tức là sẽ được gì sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đấy là mình nói theo cái cách gì? Cách hiểu của chúng ta thế gian là như thế. Cho nên ở đây các Phật tử ở trong đạo tràng chúng tôi bây giờ, chúng tôi thiên về khuyên nghe giảng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho tiêu trừ nghiệp chướng. Còn chú Đại Bi và kinh Phổ Môn chúng tôi cũng khuyên các Phật tử tu cũng rất là tốt, nhưng mà cái đó là gì, trợ duyên thôi. Còn cái chính hạnh, chính duyên, chính hạnh trong đạo tràng chúng tôi bây giờ phát nguyện thêm 4 năm nữa là 7 năm hành trì kinh Địa Tạng. Bây giờ mới có 3 năm thôi, còn 4 năm nữa. Nếu các Phật tử mà có thể cùng có duyên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng cùng với chúng tôi một thời gian xem, có thể gì thấy cái cuộc sống của mình về tâm linh hay tâm lý, hay là trong cuộc sống thế gian cũng như gì, cũng như ở việc học Phật xuất thế gian đó, có thể các quý vị sẽ thấy khác hơn rất là nhiều, thấy tốt đẹp lên rất là nhiều. Cả việc thế tục cũng như việc xuất thế đều tốt lên rất là nhiều. Cũng với thời gian học và tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói rộng ra như thế để cho Phật tử này cũng tham khảo thêm. Chứ còn nếu mà Phật tử này mà hành trì 42 thủ nhãn và đại bi thập chú đó mà chưa được thầy truyền giới cho, tức là chưa thọ về mặt tông ấy, thì thầy nghĩ là nên thôi, nên dừng lại. Không có là dần dần là sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhẹ là gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nặng thì có thể dễ gì sẽ sinh cái tâm gọi là đầu tiên là cống cao ngã mạn, xong rồi sẽ gì sẽ trở thành gì chướng ngại, và thậm chí là sẽ điên điên khùng khùng, sẽ loạn tâm đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên dừng ngay cái việc hành trì 42 thủ nhãn pháp là thuộc về pháp của mật tông. Cho nên nếu chưa được thầy truyền thì Phật tử lại nên dừng ngay. Và các Phật tử chúng ta cũng nên gì, nên dừng khi chúng ta ai mà đang hành trì mà chưa được thọ mật pháp thì cũng nên gì, nên dừng ngay. Thì cái pháp này là pháp khi mà chúng ta kết ấn, chúng ta quán tưởng, chúng ta trì chú, các vị thiên long bát bộ các ngài gì phải tuân thủ. Đặc biệt là những cái pháp gọi là những pháp câu triệu, ở trong đó gọi có những pháp câu triệu, tức là thỉnh chư thiên, thỉnh các vị gì, thậm chí các vị thánh tăng, các vị bồ tát đó, còn phải vân tập. Trong 42 pháp thủ nhãn có những pháp mà hàng bồ tát và hàng chư thiên, hàng thánh tăng còn phải vân tập để gì, để hộ đàn, hộ giới và hộ pháp. Nhưng khi về đó lại thấy chúng ta câu thỉnh, câu triệu các ngài về, thỉnh các ngài về mà chúng ta gì làm sai pháp, các ngài không hoan hỉ, các ngài bỏ đi, lần sau chúng ta có thỉnh, có câu triệu các ngài không về nữa thì ma gì, thiên ma ba tuần đích thân nó về, hoặc là sai các gì, các vị tướng quân của nó, hoặc là các vị binh hùng tướng mạnh của nó về để giả làm Phật Bồ Tát, giả làm chư thiên long bát bộ để
cho mình thấy cái này cái nọ cái kia, và mình đắc được thần thông, để đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, túc mệnh thông, vân vân đó, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi vào đường tà. Cho nên khuyên Phật tử này và các Phật tử nếu chưa được thọ mật pháp, tức là chưa được thì được thầy truyền cho cái pháp mật tông á, thì chưa nên học, không nên học chứ không phải chưa, mà không nên học 42 pháp thủ nhãn và không hành trì 42 pháp thủ nhãn khi chưa có thầy truyền. Mà thầy truyền phải là thầy đã thọ mật tông, mật pháp, và là biết về, biết rõ về cái phương pháp tu tập này, truyền cho mình mới được. Chúng tôi thì thực tế mà nói thì không ai truyền cho chúng tôi trực tiếp cái này, nhưng chúng tôi đã thọ mật tông, đã thọ mật pháp, cho nên khi nghiên cứu chúng tôi đã đối trước di ảnh của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiện Nhân Thượng Tuyên Hạ Hóa, và phát nguyện nếu có duyên ngài cho con thì xin được soạn ra, in ra và soạn 42 thủ nhãn pháp này để hành trì, để cầu nguyện tiêu trừ cái bệnh trước mà rất nhiều người dân Việt Nam năm 2017 đó đang mắc cái nạn gọi là cái bệnh chướng, về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết đó, khủng khiếp, chết cũng khá nhiều người, mà đặc biệt là nó làm cho rất nhiều người khổ sở, mất công mất việc, mất đi sức khỏe. Cho nên chúng tôi vì cái đại nguyện đó mà soạn ra và hành trì một thời gian, nhưng từ đó đến nay thì cũng không hành trì được mấy, không hành trì được nữa, hành trì được có một thời gian thôi, sau đó thì dừng lại, sau đó thì dừng lại. Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó, mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội lỗi lớn nữa, uống huyết, uống máu tươi của gì, của chúng sinh, mà bảo là gì đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì, không hoan hỷ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận, thì không bao giờ chúng ta thì bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay, và ngày mùng 1 đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn á. Ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi, nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân thì nó còn quá ít. Các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều, nhưng phần lớn là các quán chay đắt tiền. Vào ăn quán chay phải 100.000, nếu mà ăn buffet mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000 mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ và 99.000, thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. Mà giả 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì, có tờ 1.000 nữa các quý vị, tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu, tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet, thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, bình dân là 15-20.000, ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi, cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nó còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000,
Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt ấy, sang trọng, 5 người hoặc 6 người gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất gì? Mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà có các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. Rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng những người họ không theo Phật đó, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo, đặc biệt là các gì các cô các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ ăn nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo, các anh các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi, tôi thấy đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay quán nào đông chật luôn. Tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, gần chỗ cái đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó, ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường đường dài khoảng độ tầm 100 mét mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng là người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều. Đặc biệt là khoảng 1, 2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông lại vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15 và ngày ngày 18 và ngày 23. Những cái ngày đó thì là tháng 6 cái ngày ăn ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm đó là ngày mùng 8 nữa. Thế như ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 nữa này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay có ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30 mùng 1, tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ, những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta thì không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt, không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì đã có phúc rồi. Thì các vị
thiên vương ấy rất là hoan hỉ. Và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên đấy là cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Nên không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian, chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Là phóng sinh tu phúc, làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức, thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên á, bạn nên khuyên gì, nên khuyên mọi người thay vào á ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó và ngày rằm đó, tháng 2 ngày thôi. Chỉ cần được tháng 2 ngày thôi, các bạn thấy trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây gì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. Nếu mà tăng lên được thì được cái gì? Vào ngày 30, mùng 1 và 14, 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. Bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. Đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn á, làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện, họ mới thấy gì, ô, cắt tóc vào gì đầu tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói gì, cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn, càng có tốt. Bạn gái đấy gì, đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì, nhiều anh chàng là gì, đi cứ liếc mắt là ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ, họ không kiêng cắt tóc vào gì vào đầu tháng nữa đâu, mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư, cái thừa, những cái xấu á, để đón cái gì, cái cát, cái tường, cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra. Nếu cắt vào đầu tháng á, thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không? Cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì chả ai nhìn nữa. Đó, cho nên ấy, cái này thì thôi, nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã, người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì,
phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa, chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi: tên con là Minh Thư, ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang trì chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải trì thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện. Nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm, và bạn ấy tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng là trì Đại Bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy. Hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú Đại Bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Và do đó bạn đã và đang hành trì Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp, sau khi hành trì rồi lại tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu, tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng trì Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người có tay mà không chân cả. Chưa thấy, chưa từng thấy qua, quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là gì? Thầy cũng là một con mọt sách, thầy đọc sách rất là nhiều, nhưng mà chưa từng thấy. Chứ không phải là không có nhé, thầy không nói là không có, thầy chưa gặp, chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ? Hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy? Thậm chí họ lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn. Hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, cho nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, chúng ta phải nói đúng là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, vì Ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Nhân
Tuyên Hóa. Ngài nói rằng chỉ đại bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại, hành thủ nhãn mà không chỉ đại bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông ấy, thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy. Đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông á, mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách, tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì á, là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối. Đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian, chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ là chúng ta tu chứng, và chúng ta thì cái tâm kiêu căng, cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên bất cứ lúc nào. Chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là mật pháp, 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn đại bi thập chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì đại bi thập chú không cần phải gì ạ? Không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì đại bi thập chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thuộc về gì? Thuộc về hiển pháp. Mật pháp cũng gì? Cũng hành trì được. Mà hiển pháp cũng hành trì được, tức phổ cập các căn. Giống như một câu Phật hiệu A Di Đà Phật vậy, ai niệm cũng có thể được, ai trì cũng có thể thành tựu. Đại bi thập chú của Đức Phật, của nhà Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này, tức cõi gì? Trái đất chúng ta này, nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Ngài thấy được rằng nghiệp chướng gì thì nhiều, nghiệp chướng chúng sinh thì nhiều, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên Ngài đặc biệt là thấy là cái gì? Cái chướng sâu. Vì sao mà có chướng? Vì chính do nghiệp sát đạo dâm vọng của mình ở đời trước gieo tạo nhiều. Cho nên đời này tuy được thân người, đời này tuy được thân người, nhưng mà cái nghiệp báo oan gia trái chủ nó bám theo, nó gì? Nó báo oán, nó đòi nợ quá nhiều. Thậm chí là gì? Chúng ta phát nguyện tu tập làm công việc phúc thiện một chút đó, gì? Là các loại quỷ thần và thiên ma gì? Nó đến nó phá. Nó phá đám chúng ta. Nó không muốn cho chúng ta đi về với Phật, không muốn cho chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát. Nó muốn cho chúng ta mãi mãi làm gì? Làm nô lệ. Làm nô lệ họ. Làm nô lệ nó. Tức là thiên ma ba tuần đó, và các loài gì? Các loài quỷ vương độc ác á, nó mãi mãi muốn cho chúng ta để làm đệ tử của nó, làm kẻ hầu người hạ của nó, làm tôi tớ cho nó. Cho nên á, nó phá chúng ta. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài dùng đại thần lực của mình á, công đức của mình á, trí tuệ của mình á, phước báo của mình á, đặc biệt thuyết ra gì? Bộ kinh gọi là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có gì? Có
có thần chú đại bi, mình gọi là gì, đại bi, rồi có thập chú nữa, đại bi thập chú. Để làm gì? Mục đích của nó là để dành cho tất cả các đối tượng, những người học Phật, những người không học Phật, có nghĩa là những người chưa phải là đệ tử Phật đó, không cần phải gì ạ, quy tam bảo đó, vẫn có thể trì chú đại bi được. Tức là chưa cần phải là đệ tử Phật, chưa cần quy tam bảo, vẫn có thể trì chú đại bi, và vẫn gì, vẫn được linh nghiệm, vẫn tiêu tai dài hạn, và vẫn gì, đoán phúc nghinh tưởng được. Cho nên đó, chúng ta thấy trì đại bi thập chú, đây là gì, thuộc về hiển giáo. Do đó không cần phải gì, phải thực hành 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn tức là gì, phương pháp gì, vừa kết ấn vừa quán tưởng khi trì chú đại bi. Cái này thầy, vì thầy đã gì, thầy xuất thân từ gì, từ cái sơn môn Hương Tích, tức là sơn môn chủ Hương đó, mà cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là thầy thế phát cho tôi á, mà sau này thì tôi gọi là ông ấy, ở trong sơn môn thì nói nôm na cho người ta dễ hiểu gọi là ông ấy. Đó. Đúng ra ngày xưa tôi xuất gia, xin xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đã nhận lời độ tôi và thế độ cho tôi, tức thế phát cho tôi. Nhưng mà sau này vì cái nhân duyên đặc biệt cho nên á, cụ mới bảo là thôi, y và đệ tử của tôi để thọ giới để đi học. Vì sau này để cho thuận tiện tôi bạch với cụ luôn, thôi là đệ tử của sư phụ tôi bây giờ ở chùa Vạn Niên là đệ tử thứ tư của cố hòa thượng chùa Hương đó. Thôi làm con hay làm cháu tôi nghĩ là như nhau cả. Miễn là gì, mình đối với thầy với tổ mình luôn luôn được giữ được cái gì, cái lòng hiếu kính đối với thầy với tổ là được. Cho nên xuất phát từ một cái gì, một cái nôi của mật tông Phật giáo ở phía Bắc, tức là gì, cụ chùa Hương khi còn tại thế, cụ là một gì, một vị phải nói là một vị chân sư, phải nói là một vị, có thể nói là một vị tổ sư của gì, của mật tông. Đặc biệt gì, cụ rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, được rất nhiều người gì, ái mộ và gì, kính ngưỡng. Bản thân tôi cũng rất là gì, ái mộ và kính ngưỡng cụ. Mà sau này ấy, thì chúng tôi gì, cũng đã thọ gì, thọ mật pháp với cụ và gì, và cũng đã tu mật tông, tìm hiểu và tu tập mật tông một thời gian. Và năm ngoái khi mà chúng tôi nghe giảng về chú đại bi và 42 thủ nhãn pháp của ngài thượng nhân Tuyên Hóa đó, chúng tôi đã cho soạn ra thành một cái nghi thức hành trì 42 thủ nhãn pháp. Và năm ngoái khi mà cả đất nước đang bị cái nạn gọi là cái nạn về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết, mình gọi là sốt xuất huyết, sốt virus, sốt xuất huyết đó. Mà chính cái năm ngoái đó, lúc đó tôi chuẩn bị đến dịp rằm tháng 7 Vũ Lan đó, tôi bị sốt này phải đi viện mất 4-5 ngày. Và khi mà tôi ra đó mới thấy già, trẻ, gái, trai, thậm chí là những anh chàng thanh niên to khỏe, cơ bắp, lực lưỡng, xăm sổ đầy mình, vào đó thì mất hết sự sống, mặt mũi tái mét, môi thâm. Mỗi khi nó cái cơn sốt nó lên sình sịch thì lúc đó thì cơ bắp cuồn cuộn như gì, mấy chú cơ bắp kia cũng như bà cụ già 80 hết, ai giống ai, chả còn sự sống nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy, nhờ cái đợt ốm đó mà
Nhờ cái đợt ốm đó mà tôi bị sốt cũng như mọi người kia mà giặt dẻo ra đó mà nằm, lại nằm chung với các bệnh nhân như thế mới thấy này, tất cả vì cũng chẳng có phòng riêng nữa cả, vì các phòng đều kín hết, và nằm chung với bệnh nhân già trẻ gái trai, nhất đặc biệt là các em nhỏ, mỗi khi tiêm khi truyền nước thì nó khóc. Những bà mẹ, có những bà mẹ mới nuôi con, mới sinh con được mấy ngày phải cách ly con để đi bệnh viện, thấy rất là khổ. Nằm viện 4 5 ngày cắt sốt một cái tôi về, tôi về nhà tôi liền là gì, soạn ra, tôi liền hành mấy pháp trong 42 thủ nhận pháp này. Tôi soạn, mặc dù tôi soạn ra gì, soạn ra hết thành một nghi thức tụng niệm rồi, nhưng mà tôi chỉ mới thực hành có vài thủ thủ nhãn thôi. Phát nguyện thực hành 3 tuần như vậy để cầu nguyện cho này, cho cái nạn dịch về sốt xuất huyết đấy đó, được thuyên giảm và gì và hết. Và quả thật không biết nó trùng hợp hay sao ấy, khi tôi phát nguyện sau 3 tuần đó thì tuần đầu tiên để thấy các nhà chức trách của ngành y tế, của Bộ Y tế của Việt Nam mình nói rằng nó giảm xuống được khoảng 2 đến 30%, và thực hành sang tuần thứ hai nó giảm được khoảng 60%, và thực hành sang đến tuần thứ ba thì giảm đã gì, đã gần hết. Vì gặp một cái trận mưa to, gặp một trận mưa to một cái thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết là nó lây lan đại đa số qua đường gì, qua muỗi đốt. Trong một trận mưa to như vậy á thì những cái trứng của con muỗi, nó thì nó bị nó nở ra, hoặc là thì nó trôi hết cái loại trứng mà có nhiễm độc có đi, mà những con muỗi thì bị nhiễm độc đó. Một trận mưa to như vậy mà mưa lạ kỳ thay, mưa cả đất nước, sang tuần thứ ba thì mưa toàn đất nước, tức là cả đất nước Việt Nam, Bắc Trung Nam tỉnh nào cũng mưa hết. Đó, sau đó thì cái nạn đó đã được gì chấm dứt sau khoảng 1 tháng, hơn tháng gì đó chấm dứt, chấm dứt. Và tôi rất mừng. Có thể đây là ngẫu nhiên, nhưng mà dù sao tôi vẫn gì vẫn tin là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã gia trì, đã giúp đỡ cho gì cho những bệnh nhân. Vì ngày đó chúng tôi cũng tha thiết, để vì nằm ốm rồi mới biết rằng á, chẳng có gì bằng sức khỏe cả các quý vị. Nằm trên giường bệnh rồi chúng ta thấy tất cả mọi cái, ví dụ chùa to cảnh lớn rồi chí nguyện hoằng pháp rồi vân vân, tất cả đều gì ạ, đều buông xuôi hết, chả có được cái gì cả. Đấy là gì, đấy là tôi đấy, tôi nói là bản thân tôi, chùa to cảnh lớn chí nguyện hoằng pháp, rồi đệ tử vân vân, tất cả nó đều là con số không, thở còn chẳng được, hoằng cái gì, đi chưa vững, thì chùa cảnh cái gì, Phật sự cái gì. Cho nên lúc đó chỉ có một điều duy nhất đó là cầu mong sức khỏe, cầu mong sớm được gì, sớm được hết bệnh, có sức khỏe thì mới làm được cái gì thì làm. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có sức khỏe là có tất cả, quả thực không sai. Lúc chúng ta ốm đau mới thấy sức khỏe là quý nhất. Sức khỏe là quý nhất các quý vị, chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là vợ chồng, không phải là con cái, không phải là chức tước, vân vân. Sức khỏe lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên khi mà dứt cái cơn sốt một cái về mà cái như bình thường á thì người ta gì, người ta ăn vào để dưỡng bệnh. Nhưng tôi thì gì, ở trong phòng và tụng kinh một ngày 3 thời, hành trì Đại Bi Thập Chú và 42 thủ nhãn pháp này, thì nhưng tôi chọn có mấy thủ nhãn thôi. Đó. Và trì ít nhất là một khóa lễ như vậy là 49 biến Đại Bi. Các vị biết là trì 49 biến Đại Bi ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên. Mà trong khi đó thì thân thể mình còn chưa hết bệnh. Nhưng mà mỗi khi trì như thế thì xong một cái thì đấy, thấy tinh thần nó thoải mái hơn,
và sức khỏe cũng thế, thì cải thiện hơn, tốt hơn. Và hết 21 ngày sau thì tôi mới khỏe khỏe dần, và khi thì khoảng một tháng sau thì mới mới thực sự là khỏi hết. Và khi mình khỏi hết thì cũng thấy là đài báo và các đặc biệt là bên Bộ Y tế họ thông báo là đã chấm dứt cái dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam năm ngoái năm kia gì đó, tôi không nhớ rõ, hình như năm ngoái năm kia, hình như năm ngoái sao, năm ngoái cái dịch sốt xuất huyết khủng khiếp năm ngoái đấy, đúng rồi, năm ngoái tôi nhớ rồi, năm ngoái đấy. Năm nay dịch sốt xuất huyết ở dưới huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của tôi vừa qua cách đây khoảng độ là một tháng rộ lên, sư trong chùa cũng 2-3 người bị rồi, đặc biệt người dân bị rộ lên, mọi người sợ. Tôi xuống đó mở khóa tu đó 3 ngày 4 ngày, hôm đó là 5 ngày, khuyên các Phật tử là ngoài cái việc chú tâm để cầu nguyện Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho thỉnh Phật Ngọc ra, thỉnh Ngọc về để tạo tự yểm tâm ra, thì còn hướng dẫn cho các Phật tử hướng tâm để cầu tiêu trừ cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra ở tại địa phương ở dưới đó. Và quả thật sau có mấy hôm sau thì nó cứ giảm dần, và thì bây giờ cũng hết rồi, hết cái dịch đó, hết tại đó luôn, tại đó và hết luôn. Cho nên chúng ta biết Phật pháp có thể tiêu trừ được những cái gì ạ, những cái bệnh chướng, nghiệp chướng và báo chướng của chúng sinh. Đặc biệt là chỉ chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì, ở đâu có người chỉ chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi thì ở đó có các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, có Phật Pháp Tăng Tam Bảo ở gia trì. Mà chúng ta biết có Tam Bảo gia trì, có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, chứ thiên chúng gia trì ấy, thì những cái nạn dịch nó sẽ gì? Tiêu trừ. Những ma chướng ấy, sẽ không cánh mà bay. Cho nên cái việc hành trì Đại Bi Thập Chú, Phật tử là phải biết rằng là gì ạ? Không cần là cứ phải gì ạ? Phải thực hành thủ nhãn, một trong 42 thủ nhãn hay cả 42 thủ nhãn thì mới có hiệu lực, mới có công năng, mới có kết quả tốt. Không cần. Còn 42 thủ nhãn pháp này á, là phải gì ạ? Phải được thầy truyền mới được. Đúng như vậy đấy. Phật tử tìm thấy ai đọc và ai nói là thực hành 42 thủ nhãn là phải được gì ạ? Phải được truyền thì mới có thể tu luyện, thì mới có kết quả. Bằng không sẽ dễ lầm đường lạc lối. Là đúng đấy, gặp chướng ngại là đúng. Nếu như chúng ta tự lên mạng, tự nghe giảng, tự mày mò mà hành trì 42 thủ nhãn pháp này, rất dễ đi vào đường tà. Tôi khẳng định cái điều đó là có thật. Nếu Phật tử mà có duyên với Mật Tông, nên tìm đến các quý thầy tu về Mật Tông, các ngài sẽ truyền cho mình cái về mặt pháp á, thì khi đó mình mới phải hành trì. Mà truyền rồi nhưng mình thỉnh thoảng cũng phải gần gũi lân mẫn các ngài để hỏi, để trình những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình, xem có phù hợp với không, có đúng hay không. Nếu đúng thì các ngài sẽ trách tấn mình cứ thế mà hành trì. Mà còn mà sai á, thì mình phải gì, phải dừng lại, mà phải thì phải sửa sai ngay, không có đấy sẽ đi vào con đường tà, rất nguy hiểm. Cho nên người ta mới nói là mật pháp, tức là tu theo mật tông của nhà Phật là dành cho những cái bậc căn cơ cao. Những tầng lớp mình phải nói là có thể nói nôm na những người phải có trí tuệ, phải có công đức, có phúc báo mới có thể hành trì mật pháp được, mật tông được, mới thành tựu trong gì, trong mật tông được. Bằng không ấy, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Tôi ngày xưa tôi cũng hành trì một thời gian, các vị biết mà tôi ngày xưa tôi thọ mật pháp và trì chú mật tông ấy, thì họ chú trọng đến vấn đề gì, tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tức là sao? Tức là khẩu thì trì chú, tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tam mật gia trì,
tâm mật tương ưng đó. Thân thì kết ấn, miệng thì đọc chú, tâm thì quán tưởng, ba cái đó kết hợp với nhau giống như chiếc đỉnh ba chân ấy, thì sẽ thành tựu được mật pháp, gọi là tam mật tương ưng. Khi mà làm thực hành thật tốt, có thể dùng công đức của gì, của người tu tập về mật pháp này có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ được rất nhiều người, gọi là tam mật gia trì, có thể giúp đỡ được rất cho nhiều người. Thậm chí chúng ta thì người đang ốm đang bệnh, chúng ta có thể trì chú cho họ, sờ lên đầu họ là họ khỏi, thậm chí là trì vào cốc nước đưa cho họ uống là gì, họ cũng khỏi. Ngày xưa chúng tôi học mật tông, sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên dạy cho tôi các nghi thức nghi quỹ của mật tông, và cái năm đó tôi cũng đang mệt mệt, và tôi ra đó tôi học, tôi ở lại đó luôn, ở ngoài chùa Vạn Niên luôn, và phòng sư phụ tôi ngủ thì ngay bên cạnh cái thất của sư phụ tôi, tôi ngủ cái phòng đối diện phía bên kia. Cứ dậy sáng tôi dậy tôi trì chú, và trước đó thì gì, tôi chưa học, sư phụ tôi dạy cho tôi mà tôi học trì chú các bộ chú về mật tông, về mật pháp. Tôi trì chỉ có 3 hôm, tôi học 3 hôm, sư phụ tôi kiểm tra, và sư phụ tôi thì nói rằng sư phụ tôi xin lỗi các vị, sư phụ tôi gọi là mày học có 3 ngày mà hơn người ta gì, học 15 năm. Hơn rất nhiều người học 15 năm. Đấy là sư phụ tôi nói như vậy. Còn thì tôi thì không biết là vì sao sư phụ tôi nói như thế. Thì có thể là gì? Sư phụ tôi hỏi tôi về ấn quyết. Thì không hiểu tại sao tôi thì bình thường ra tôi nhớ rất là kém. Trí nhớ tôi nó kém lắm. Nó rất là kém. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chú tâm, tôi thích, tôi chú tâm, tôi học như thế. Rồi ấn quyết qua có 1 lần thôi mà đến thì đến mấy chục cái ấn đều làm được hết, làm đúng chứ không phải làm sai, làm còn đẹp nữa cơ. Đó, đấy là về ấn, về quyết. Còn về chú thì chúng ta biết là chú thì từ phiên âm, từ tiếng Phạn ra đọc nó rất là khó, để trì có hồn á thì không phải là dễ các quý vị. Nhưng mà tôi học đến đâu, tôi trì đến đâu, sư phụ chắc ở trong phòng sư phụ nghe hết, cho nên là sư phụ mới nói rằng á, mày học mới có 3 ngày mà hơn rất nhiều người học 15 năm. Cả về ấn quyết lẫn gì? Lẫn cái phương pháp trì chú. Tức là cái âm điệu của gì? Của trì chú nó có hồn, nó có lực. Và nó gì? Nó có cái... mình phải nói là có cái linh ở trong đó. Mình nói nôm na là như vậy. Chúng ta hiểu. Cho nên cái đây nó còn cái duyên. Nhưng mà vì... tôi thì thấy rằng muốn đi về, bây giờ thì lại hoằng truyền thiên về tịnh độ. Vì tôi thấy nhân duyên của chúng sinh ở thời mạt pháp này, như Ấn Tổ cũng như là các vị tổ sư về tịnh tông, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, người khuyên là thôi thời mạt pháp này, khuyên mọi người mình tu nữa, và khuyên mọi người đi cái phương pháp nào mà nó ổn đáng nhất, nó đảm bảo nhất, đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi thì thực sự mới là người tu hành. Gặp A Di Đà Phật là thầy mình, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng vân vân đó, các vị Đại Bồ Tát đó, sẽ trực tiếp làm thân giáo sư để dạy mình đó, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Vãng sinh về đó rồi đó, mình không bị thoái chuyển nữa, không bị cảnh khổ của sinh già bệnh chết, không bị cảnh khổ về gì, về tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Chúng ta thẳng tiến gì ở trên con đường đạo cho tới ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển. Đấy mới là gì? Là một cái người khôn nhất, khôn ngoan nhất và thông minh nhất
trong cái thời mạt pháp này để tu tập. Cho nên là tôi vì nghe lời tin sâu cái lời dạy của các bậc tổ sư chư tôn đức trưởng lão về tịnh tông, cho nên là thì bây giờ thì thiên về tịnh độ. Nhưng mà trước khi phát nguyện đới nghiệp vãng sinh thì cũng muốn đem lại một cái lợi ích nho nhỏ kết duyên với đại chúng, với mọi người, với các tầng lớp xã hội, mà đặc biệt là y giáo phụng hành lời dạy của đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cho nên khuyên mọi người trong 7 năm học tập và tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để tu đức tu thiện, báo hiếu ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhẫn đến gì trả nợ các oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gì đã vay mượn, đã gì đã giết họ. Cho nên đây cũng là vì vậy các vị thấy trong 3 năm qua chúng tôi chuyên giảng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Trong chùa cũng chuyên tụng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Còn tất cả những kinh khác hoặc những bài giảng khác nó chỉ là trợ duyên. Còn chính hạnh đó chính là giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người dân chưa tin Phật, chưa biết đạo, nay họ đã tin Phật, đã biết đến đạo. Rất nhiều những người dân trước đây gì khổ sở bệnh tật, khổ sở về gì, về tâm linh tâm lý ở trong cuộc sống không thể giải quyết được. Nhưng khi mà nghe giảng với kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cái vấn đề tâm linh tâm lý ở trong gia đình họ phần lớn là gì, đã được tiêu trừ, đã được giải quyết. Cho nên họ tin rất gì, rất sâu. Thậm chí nhiều người còn quy tam bảo nữa, nhiều người còn thờ Phật ở tại nhà nữa, thỉnh kinh thỉnh tượng về nhà để gì, để đọc, để tụng, để lễ bái, để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát tại gia đình. Cho nên đây là gì? Đây là trong nhà Phật gọi tùy căn cơ để gì? Để giáo hóa, tùy nghiệp chướng của chúng sinh để dẫn dắt họ. Bây giờ nếu mà khuyên họ niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay, chưa chắc họ đã tin. Vì bây giờ họ đang cầu gì ạ? Đang cầu được bình an, đang cầu được mạnh khỏe, đang cầu được có công ăn việc làm tốt, đang cầu được có gì ạ? Con trai lớn tuổi có thể lấy được vợ, con gái lớn tuổi có thể lấy được chồng, đang cầu con cái gì cưới nhau mấy năm, năm năm chục năm, hơn chục năm rồi chưa có con, tìm các loại thuốc để cứu chữa, đông tây y kết hợp rồi, thậm chí là tâm linh cũng chữa rồi không được, cúng bái rồi cũng không được, lập đàn rồi cũng gì sám hối rồi cũng không xong, nhưng nay tụng kinh Địa Tạng một thời gian, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm việc thiện theo hướng dẫn của gì của chúng tôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ có, già có, thậm chí có đôi gì trên 50 tuổi rồi, cưới nhau đến hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi không có con. Nhưng gì vừa qua gì, sau khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, tự nhiên gì họ được như nguyện, tức là gì được sinh con trong khi đã gì trên 40 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp trên 50 tuổi tự nhiên sinh con. Sinh con không phải gì thông qua một cái sự tác động bên ngoài nào đó. Đó, chúng ta thấy đó là những cái sự vi diệu ở trong Phật pháp. Nếu khi chúng ta chỉ nhất tâm tín thọ phụng hành, trong nhà Phật gọi là gì? Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm tất sẽ gì có ứng, có ứng thì tất sẽ gì sẽ có gì có linh, có linh thì tất sẽ gì có thông, tức là sẽ được gì sở cầu như ý và sở nguyện tổng tâm. Đấy là mình nói theo cái cách gì?
cách hiểu của chúng ta thế gian là như thế. Cho nên ở đây các Phật tử ở trong đạo tràng chúng tôi bây giờ, chúng tôi thiên về khuyên nghe giảng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho tiêu trừ nghiệp chướng. Còn chú Đại Bi và kinh Phổ Môn chúng tôi cũng khuyên các Phật tử tu cũng rất là tốt, nhưng mà cái đó là gì, trợ duyên thôi. Còn cái chính hạnh, chính duyên, chính hạnh trong đạo tràng chúng tôi bây giờ phát nguyện thêm 4 năm nữa là 7 năm hành trì kinh Địa Tạng. Bây giờ mới có 3 năm thôi, còn 4 năm nữa. Nếu các Phật tử mà có thể cùng có duyên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng cùng với chúng tôi một thời gian xem, có thể gì, thấy cái cuộc sống của mình về tâm linh hay tâm lý, hay là trong cuộc sống thế gian cũng như gì, cũng như ở việc học Phật xuất thế gian đó, có thể các quý vị sẽ thấy khác hơn rất là nhiều, thấy tốt đẹp lên rất là nhiều. Cả việc thế tục cũng như việc xuất thế đều tốt lên rất là nhiều. Cũng với thời gian học và tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói rộng ra như thế để cho Phật tử này cũng tham khảo thêm. Chứ còn nếu mà Phật tử này á mà hành trì 42 thủ nhãn và Đại Bi Thập Chú đó mà chưa được thầy truyền giới cho, tức là chưa thọ về mặt tông á, thì thầy nghĩ là nên thôi, nên dừng lại. Không có là dần dần là sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhẹ là gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nặng thì có thể dễ gì ạ, sẽ sinh cái tâm gọi là đầu tiên là cống cao ngã mạn, xong rồi á sẽ gì, sẽ trở thành gì, chướng ngại, và thậm chí là sẽ điên điên khùng khùng, sẽ loạn tâm đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên dừng ngay cái việc hành trì 42 thủ nhãn pháp là thuộc về pháp của mật tông. Cho nên nếu chưa được thầy truyền thì Phật tử lại nên dừng ngay. Và các Phật tử chúng ta cũng nên gì, nên dừng khi chúng ta, ai mà đang hành trì mà chưa được thọ mật pháp thì cũng nên gì, nên dừng ngay. Thì cái pháp này là pháp khi mà chúng ta kết ấn, chúng ta quán tưởng, chúng ta trì chú, các vị thiên long bát bộ các ngài gì, phải tuân thủ. Đặc biệt là những cái pháp gọi là những pháp câu triệu, ở trong đó gọi có những pháp câu triệu, tức là thỉnh chư thiên, thỉnh các vị gì, thậm chí các vị thánh tăng, các vị bồ tát đó, còn phải vân tập. Trong 42 pháp thủ nhãn có những pháp mà hàng bồ tát và hàng chư thiên, hàng thánh tăng còn phải vân tập để gì, để hộ đàn, hộ giới và hộ pháp. Nhưng khi về đó lại thấy chúng ta câu thỉnh, câu triệu các ngài về, thỉnh các ngài về mà chúng ta gì, làm sai pháp, các ngài không hoan hỉ, các ngài bỏ đi, lần sau chúng ta có thỉnh, có câu triệu các ngài không về nữa thì ma gì, thiên ma ba tuần đích thân nó về, hoặc là sai các gì, các vị tướng quân của nó, hoặc là các vị binh hùng tướng mạnh của nó về để giả làm Phật Bồ Tát, giả làm chư thiên long bát bộ để cho mình thấy cái này cái nọ cái kia, và mình đắc được thần thông, để đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mệnh thông, vân vân đó, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi vào đường tà. Cho nên khuyên Phật tử này và các Phật tử nếu chưa được thọ mật pháp, tức là chưa được gì, được thầy truyền cho cái pháp mật tông á, thì chưa nên học, không nên học, chứ không phải chưa, mà không nên học 42 pháp thủ nhãn, và không hành trì 42 pháp thủ nhãn khi chưa có thầy truyền. Mà thầy truyền phải là thầy đã thọ mật tông, mật pháp, và là biết về, biết rõ về cái phương pháp tu tập này, truyền cho mình mới được. Chúng tôi thì thực tế mà nói thì không ai truyền cho chúng tôi trực tiếp cái này, nhưng chúng tôi đã thọ mật tông, đã thọ mật pháp. Cho nên khi nghiên cứu, chúng tôi đã đối trước di ảnh của Giác Linh, Cố Trưởng Lão, Hòa Thượng Thiện Nhân, Thượng Tuyên Hạ Hóa, và phát nguyện nếu có duyên, ngài cho con thì xin được soạn ra, in ra và soạn 42 thủ nhãn pháp này để hành trì, để cầu nguyện tiêu trừ cái bệnh trước mà rất nhiều người dân Việt Nam năm 2017 đó đang mắc cái nạn gọi là cái bệnh chướng về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết đó, khủng khiếp.
chết cũng khá nhiều người, mà đặc biệt là nó làm cho rất nhiều người khổ sở, mất công, mất việc, mất đi sức khỏe. Cho nên chúng tôi vì cái đại nguyện đó mà soạn ra và hành trì một thời gian, nhưng từ đó đến nay thì cũng không hành trì được mấy, không hành trì được nữa, hành trì được có một thời gian thôi, sau đó thì dừng lại, sau đó thì dừng lại. Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó. Mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội lỗi lớn nữa, uống huyết, uống máu tươi của chúng sinh, mà bảo là gì, đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận, thì không bao giờ chúng ta bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay, và ngày mùng 1 đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn đấy. Ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi, nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân thì nó còn quá ít. Các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều, nhưng phần lớn là các quán chay đắt tiền. Vào ăn quán chay phải 100.000. Nếu mà ăn buffet mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000 mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ bảo 99.000, thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. Mà giả 1.000 họ bảo thôi, thế ai họ cầm tờ 1.000, làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị, tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu, tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. Thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, bình dân là 15-20.000, ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi, cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nếu còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000. Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt sang trọng, 5 người hoặc 6 người gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà có các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. Rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng những người họ không theo Phật họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo. Các anh, các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô, các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc, vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi tôi thấy, đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay, quán nào đông chật luôn. Tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, gần chỗ cái
đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó, ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường đường dài khoảng độ tầm 100 mét, mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng là người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức, họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều, đặc biệt là 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông lại vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á, thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15 và ngày 18 và ngày 23. Những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm, đó là ngày mùng 8 nữa. Thế nhưng ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 nữa này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay cứ ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30, mùng 1, tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ, những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta thì không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt, không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Đấy này, cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian, chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là phóng sinh tu phúc, làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức, thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên á, bạn nên khuyên gì, nên khuyên mọi người thay vào á ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó và ngày rằm đó, tháng 2 ngày thôi. Chỉ cần được tháng 2 ngày thôi các bạn thấy đi, trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường,
Với những tháng trước đây thì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn, tôi đảm bảo với các vị. Nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng được 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. Nếu mà tăng lên được thì được cái gì? Vào ngày 30, mùng 1 và 14, 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. Bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. Đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn đó làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện, họ mới thấy gì, ô cắt tóc vào gì đầu tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói gì, cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn càng có tốt. Bạn gái đấy gì đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì, nhiều anh chàng là gì đi cứ liếc liếc mắt rồi ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ họ không kiêng cắt tóc vào gì vào đầu tháng nữa đâu, mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư, cái thừa, những cái xấu á, để đón cái gì, cái cát, cái tường, cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra. Nếu cắt vào đầu tháng thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không? Cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì trai nhìn nữa. Đó. Cho nên đấy, cái này thì thôi nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã. Người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa. Chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi, tên con là Minh Thư, ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang chỉ chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải chỉ thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì chỉ niệm chú Đại Bi mà không hành chỉ 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành chỉ 42 thủ nhãn ấn pháp mà không chỉ niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện. Nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho
cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm. Và bạn ấy tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng là trì Đại Bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy. Hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú Đại Bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Đó, và do đó bạn thì bạn đã và đang hành trì Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp. Sau khi hành trì rồi lại tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu, tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì á, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng trì Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người có tay mà không chân cả. Chưa thấy, chưa từng thấy qua, quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là thầy cũng là một con mọt sách, thầy đọc sách rất là nhiều nhưng mà chưa từng thấy, chứ không phải là không có nhé, thầy không nói là không có, thầy chưa gặp, chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ, hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy. Thậm chí họ lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn, hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, cho nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, chúng ta phải nói đúng là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, vì Ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Nhân Tuyên Hóa, Ngài nói rằng trì Đại Bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại, hành thủ nhãn mà không trì Đại Bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy. Đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách,
tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì á, là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối, đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian, chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu chứng, và chúng ta gì, cái tâm kiêu căng, cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên bất cứ lúc nào. Chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên đó, hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là mật pháp, 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn đại bi thập chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì đại bi thập chú không cần phải gì ạ, không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì đại bi thập chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thuộc về gì? Thuộc về hiển pháp. Mật pháp cũng gì? Cũng hành trì được. Mà hiển pháp cũng hành trì được, tức phổ cập các căn. Giống như một câu Phật hiệu A Di Đà Phật vậy, ai niệm cũng có thể được, ai trì cũng có thể thành tựu. Đại bi thập chú của Đức Phật, của nhà Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này, tức cõi gì, trái đất chúng ta này, nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Ngài thấy được rằng nghiệp chướng gì thì nhiều, nghiệp chướng chúng sinh thì nhiều, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên á, Ngài đặc biệt là thấy là cái gì? Cái chướng sâu. Vì sao mà có chướng? Vì chính do nghiệp sát đạo dâm vọng của mình ở đời trước gieo tạo nhiều. Cho nên đời này tuy được thân người, đời này tuy được thân người, nhưng mà cái nghiệp báo oan gia trái chủ nó bám theo, nó gì, nó báo oán, nó đòi nợ quá nhiều. Thậm chí là gì, chúng ta phát nguyện tu tập làm công việc phúc thiện một chút đó, gì là các loại quỷ thần và thiên ma gì nó đến nó phá, nó phá đám chúng ta, nó không muốn cho chúng ta đi về với Phật, không muốn cho chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát, nó muốn cho chúng ta mãi mãi làm gì, làm nô lệ, làm nô lệ họ, làm nô lệ nó. Tức là thiên ma ba tuần đó, và các loài gì, các loài quỷ vương độc ác đó, nó mãi mãi muốn cho chúng ta để làm đệ tử của nó, làm kẻ hầu người hạ của nó, làm tôi tớ cho nó. Cho nên nó phá chúng ta. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài dùng đại thần lực của mình, công đức của mình, trí tuệ của mình, phước báo của mình, đặc biệt thuyết ra gì, bộ kinh gọi là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có gì? Có thần chú đại bi. Mình gọi là gì? Đại bi, rồi có thập chú nữa. Đại bi thập chú. Để làm gì? Mục đích của nó là để dành cho tất cả các đối tượng. Những người học Phật, những người không học Phật. Có nghĩa là những người chưa phải là đệ tử Phật đó, không cần phải gì ạ, quy tam bảo đó, vẫn có thể trì chú đại bi được. Tức là chưa cần phải là đệ tử Phật, chưa cần quy tam bảo, vẫn có thể chỉ chú đại bi, và vẫn gì, vẫn được linh nghiệm, vẫn tiêu tai dài hạn, và vẫn gì, đoán phúc nghinh tưởng được. Cho nên đó, chúng ta thấy chỉ đại bi thập chú đây là gì, thuộc về hiển giáo. Do đó không cần phải gì, phải thực hành 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn tức là gì? Phương pháp gì? Vừa kết ấn, vừa quán tưởng khi trì chú đại bi. Cái này thầy, vì thầy đã gì, thầy xuất thân từ gì? Từ cái sơn môn Hương Tích, tức là sơn môn chủ Hương đó, mà Cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là thầy thế pháp cho tôi á. Mà sau này thì tôi
gọi là ông ấy, ở trong sơn môn thì nói nôm na cho người ta dễ hiểu gọi là ông ấy. Đó. Đúng ra ngày xưa tôi xuất gia, xin xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đã nhận lời độ tôi và thế độ cho tôi, tự thế pháp cho tôi. Nhưng mà sau này vì cái nhân duyên đặc biệt cho nên cụ mới bảo là thôi, y và đệ tử của tôi để thọ giới để đi học. Vì sau này để cho thuận tiện tôi bạch với cụ luôn, thôi là đệ tử của sư phụ tôi bây giờ chùa Vạn Niên là đệ tử thứ tư của cố hòa thượng chùa Hương đó. Thôi thôi làm con hay làm cháu tôi nghĩ là như nhau cả. Miễn là gì, mình đối với thầy với tổ mình luôn luôn được giữ được cái gì, cái lòng hiếu kính đối với thầy với tổ là được. Cho nên xuất phát từ một cái nôi của mật tông Phật giáo ở phía Bắc, tức là gì, cụ chùa Hương khi còn tại thế, cụ là một gì, một vị phải nói là một vị chân sư, phải nói là một vị, có thể nói là một vị tổ sư của gì, của mật tông. Đặc biệt gì, cụ rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, được rất nhiều người gì ái mộ và gì kính ngưỡng. Bản thân tôi cũng rất là gì ái mộ và kính ngưỡng cụ. Mà sau này ấy, thì chúng tôi thì cũng đã thọ gì thọ mật pháp với cụ và gì, và cũng đã tu mật tông, tìm hiểu và tu tập mật tông một thời gian. Và năm ngoái khi mà chúng tôi nghe giảng về chú Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp của ngài thượng nhân Tuyên Hóa đó, chúng tôi đã cho soạn ra thành một cái nghi thức hành trì 42 thủ nhãn pháp. Và năm ngoái khi mà cả đất nước đang bị cái nạn gọi là cái nạn về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết, mình gọi là sốt xuất huyết, sốt virus, sốt xuất huyết đó. Mà chính cái năm ngoái đó, lúc đó tôi chuẩn bị đến dịp rằm tháng 7 Vũ Lan đó, tôi bị sốt này phải đi viện mất 4-5 ngày. Và khi mà tôi ra đó mới thấy già, trẻ, gái, trai, thậm chí là những anh chàng thanh niên to khỏe, cơ bắp, lực lưỡng, xăm sổ đầy mình vào đó thì mất hết sự sống, mặt mũi tái mét, môi thâm. Mỗi khi nó cái cơn sốt nó lên sình sịch thì lúc đó thì cơ bắp cuồn cuộn như gì, mấy chú cơ bắp kia cũng như bà cụ già 80 hết, ai giống ai, chả còn sự sống nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy, nhờ cái đợt ốm đó mà tôi bị sốt cũng như mọi người kia, mà giặt dẻo ra đó mày nằm chung với các bệnh nhân như thế, mới thấy này tất cả, vì cũng chẳng có phòng riêng nữa cả, vì các phòng đều kín hết, và nằm chung với bệnh nhân già trẻ gái trai, nhất đặc biệt là các em nhỏ, mỗi khi tiêm khi truyền nước thì nó khóc. Những bà mẹ, có những bà mẹ mới nuôi con, mới sinh con được mấy ngày phải cách ly con để đi bệnh viện, thấy rất là khổ. Nằm viện 4-5 ngày cắt sốt một cái tôi về, tôi về nhà tôi liền là gì soạn ra, tôi liền hành mấy pháp trong 42 thủ nhãn pháp này. Tôi soạn, mặc dù tôi soạn ra gì, soạn ra hết thành một nghi thức tụng niệm rồi, nhưng mà tôi chỉ mới thực hành có vài thủ nhãn thôi. Phát nguyện thực hành 3 tuần như vậy để cầu nguyện cho cái nạn dịch về sốt xuất huyết đấy được thuyên giảm và hết. Và quả thật không biết nó trùng hợp hay sao ấy, khi tôi phát nguyện sau 3 tuần đó thì tuần đầu tiên thì thấy các nhà chức trách của ngành y tế, của Bộ Y tế của Việt Nam mình nói rằng nó giảm xuống
được khoảng 2 đến 30%, và thực hành sang tuần thứ hai nó giảm được khoảng 60%, và thực hành sang đến tuần thứ ba thì giảm đã gì, đã gần hết, vì gặp một cái trận mưa to. Gặp một trận mưa to một cái thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết là nó lây lan đại đa số qua đường gì, qua muỗi đốt. Trong một trận mưa to như vậy á thì những cái trứng của con muỗi nó nở ra, hoặc là gì, nó trôi hết cái loại trứng mà có nhiễm độc đó đi. Mà những con muỗi thì bị nhiễm độc đó, một trận mưa to như vậy mà mưa lạ kỳ thay mưa cả đất nước. Sang tuần thứ ba thì mưa toàn đất nước. Tức là cả đất nước Việt Nam, Bắc, Trung, Nam, tỉnh nào cũng mưa hết. Đó, sau đó thì cái nạn đó đã được gì, chấm dứt sau khoảng một tháng, hơn tháng gì đó, chấm dứt. Và tôi rất mừng. Có thể đây là ngẫu nhiên, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã gia trì, đã giúp đỡ cho gì, cho những bệnh nhân. Vì ngày đó chúng tôi cũng tha thiết, vì nằm ốm rồi mới biết rằng á, chẳng có gì bằng sức khỏe cả các quý vị. Nằm trên giường bệnh rồi chúng ta thấy tất cả mọi cái, ví dụ chùa to cảnh lớn, rồi chí nguyện hoằng pháp, rồi vân vân, tất cả đều gì á, đều buông xuôi hết, chả có được cái gì cả. Đấy là gì, đấy là tôi đấy. Tôi nói là bản thân tôi, chùa to cảnh lớn, chí nguyện hoằng pháp, rồi đệ tử vân vân, tất cả nó đều là con số không. Thở còn chẳng được, hoằng cái gì, đi chưa vững, thì chùa cảnh cái gì, Phật sự cái gì. Cho nên lúc đó chỉ có một điều duy nhất, đó là cầu mong sức khỏe, cầu mong sớm được gì, sớm được hết bệnh, có sức khỏe thì mới làm được cái gì thì làm. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có sức khỏe là có tất cả, quả thực không sai. Lúc chúng ta ốm đau mới thấy sức khỏe là quý nhất. Sức khỏe là quý nhất các quý vị, chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là vợ chồng, không phải là con cái, không phải là chức tước, vân vân. Sức khỏe lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên khi mà dứt cái cơn sốt một cái về mà cái như bình thường á, thì người ta ăn vào để dưỡng bệnh. Nhưng tôi thì ở trong phòng và tụng kinh một ngày ba thời, hành trì đại bi thập chú và 42 thủ nhãn pháp này, thì nhưng tôi chọn có mấy thủ nhãn thôi. Đó. Và trì ít nhất là một khóa lễ như vậy là 49 biến đại bi. Các vị biết là trì 49 biến đại bi ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên. Mà trong khi đó thì thân thể mình còn chưa hết bệnh. Nhưng mà mỗi khi trì như thế thì xong một cái thì đấy, thấy tinh thần nó thoải mái hơn, và sức khỏe cũng thế, cải thiện hơn, tốt hơn. Và hết 21 ngày sau thì tôi mới khỏe dần. Và khi thì khoảng một tháng sau thì mới thực sự là khỏi hết. Và khi mình khỏi hết thì cũng thấy là đài báo và các, đặc biệt là bên Bộ Y tế, họ thông báo là đã chấm dứt cái dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam. Năm ngoái hay năm kia gì đó, tôi không nhớ rõ, năm ngoái cái dịch sốt xuất huyết khủng khiếp. Năm ngoái đấy, đúng rồi, năm ngoái tôi nhớ rồi, năm ngoái đấy. Năm nay dịch sốt xuất huyết ở dưới huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của tôi vừa qua, cách đây khoảng độ một tháng rộ lên. Sư trong chùa cũng 2-3 người bị rồi, đặc biệt người dân bị rộ lên, mọi người sợ. Tôi xuống đó mở khóa tu đó 3 ngày 4 ngày, hôm đó là 5 ngày, khuyên các Phật tử là ngoài cái việc chú tâm để cầu nguyện Tam Bảo Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho thỉnh Phật Ngọc ra, thỉnh Ngọc về để tạo tượng yểm tâm ra, thì còn hướng dẫn cho các Phật tử hướng tâm để cầu tiêu trừ cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra ở tại địa phương ở dưới đó. Và quả thật sau có mấy hôm sau thì nó cứ giảm dần, và thì bây giờ cũng hết rồi, hết cái dịch đó,
hết tại đó luôn, tại đó và hết luôn. Cho nên chúng ta biết Phật pháp có thể tiêu trừ được những cái gì ạ, những cái bệnh chướng, nghiệp chướng và báo chướng của chúng sinh. Đặc biệt là gì? Là chỉ chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì, ở đâu có người chỉ chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi thì ở đó có các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, có Phật Pháp Tăng Tam Bảo ở gia trì. Mà chúng ta biết có Tam Bảo gia trì, có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, chứ thiên chúng gia trì ấy, thì những cái nạn dịch nó sẽ gì? Tiêu trừ. Những ma chướng ấy, sẽ không cánh mà bay. Cho nên cái việc hành trì Đại Bi Thập Chú, Phật tử là phải biết rằng là gì ạ? Không cần là cứ phải gì ạ? Phải thực hành thủ nhãn, một trong 42 thủ nhãn hay cả 42 thủ nhãn thì mới có hiệu lực, mới có công năng, mới có kết quả tốt. Không cần. Còn 42 thủ nhãn pháp này á, là phải gì ạ? Phải được thầy truyền mới được. Đúng như vậy đấy. Phật tử tìm thấy ai đọc và ai nói là thực hành 42 thủ nhãn là phải được gì ạ? Phải được truyền thì mới có thể tu luyện, thì mới có kết quả. Bằng không sẽ dễ lầm đường lạc lối. Là đúng đấy. Gặp chướng ngại là đúng. Nếu như chúng ta tự lên mạng, tự nghe giảng, tự mày mò mà hành trì 42 thủ nhãn pháp này, rất dễ đi vào đường tà. Tôi khẳng định cái điều đó là có thật. Nếu Phật tử mà có duyên với Mật Tông, nên tìm đến các quý thầy tu với Mật Tông. Các ngài sẽ truyền cho mình cái về mật pháp á, thì khi đó mình mới phải hành trì. Mà truyền rồi nhưng mình thỉnh thoảng cũng phải gần gũi lân mẫn các ngài để hỏi, để trình những cái gì? Những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình, xem có phù hợp với không, có đúng hay không. Nếu đúng thì các ngài sẽ trách tấn mình cứ thế mà hành trì. Mà còn mà sai á, thì mình phải gì? Phải dừng lại. Mà phải thì phải sửa sai ngay. Không có đấy, sẽ đi vào con đường tà, rất nguy hiểm. Cho nên người ta mới nói về mật pháp, tức là tu theo mật tông của nhà Phật là dành cho những cái bậc căn cơ gì, căn cơ cao. Những tầng lớp mình phải nói là có thể nói nôm na những người phải có trí tuệ, phải có công đức, có phúc báo mới có thể hành trì mật pháp được, mật tông được, mới thành tựu trong gì, trong mật tông được. Bằng không ấy, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Tôi ngày xưa tôi cũng hành trì một thời gian. Các vị biết mà tôi ngày xưa tôi thọ mật pháp và trì chú mật tông thì họ chú trọng đến vấn đề gì, tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tức là sao? Tức là khẩu thì trì chú, tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tam mật gia trì, tam mật tương ưng. Đó, thân thì kết ấn, miệng thì đọc chú, tâm thì quán tưởng. Ba cái đó kết hợp với nhau giống như chiếc đỉnh ba chân ấy, thì sẽ thành tựu được mật pháp. Gọi là tam mật tương ưng. Khi mà làm thực hành thật tốt, có thể dùng công đức của gì, của người tu tập về mật pháp này, có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ được rất nhiều người, gọi là tam mật gia trì, có thể giúp đỡ được rất cho nhiều người. Thậm chí chúng ta thì người đang ốm, đang bệnh, chúng ta có thể trì chú cho họ, sờ lên đầu họ là họ khỏi. Thậm chí là trì vào cốc nước đưa cho họ uống là gì, họ cũng khỏi. Ngày xưa chúng tôi học mật tông, sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên dạy cho tôi các nghi thức, nghi quỹ của mật tông. Và cái năm đó tôi cũng đang mệt mệt, và tôi ra đó, tôi học, tôi ở lại đó luôn, ở ngoài chùa Vạn Niên luôn. Và phòng sư phụ tôi ngủ thì ngay bên cạnh, cái thất của sư phụ tôi tôi ngủ cái phòng đối diện phía bên kia. Cứ dậy sáng tôi dậy tôi trì chú. Và trước đó thì gì, tôi chưa học, sư phụ tôi dạy cho tôi mà tôi học trì chú các bộ chú về mật tông, về mật pháp.
Tôi chỉ có 3 hôm, tôi học 3 hôm. Sư phụ tôi kiểm tra, và sư phụ tôi phải nói rằng sư phụ tôi xin lỗi các vị sư phụ tôi gọi là mày. Mày học có 3 ngày mà hơn người ta gì? Học 15 năm. Hơn rất nhiều người học 15 năm. Đấy là sư phụ tôi nói như vậy. Còn thì tôi thì không biết là vì sao sư phụ tôi nói như thế. Thì có thể là gì? Sư phụ tôi hỏi tôi về ấn quyết. Thì không hiểu tại sao tôi thì bình thường ra tôi nhớ rất là kém. Trí nhớ tôi nó kém lắm. Nó rất là kém. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chú tâm, tôi thích, tôi chú tâm, tôi học như thế. Rồi ấn quyết qua có một lần thôi. Mà đến thì đến mấy chục cái ấn đều làm được hết. Làm đúng chứ không phải làm sai, làm còn đẹp nữa cơ. Đó, đây là về ấn, về quyết. Còn về chú thì chúng ta biết là chú thì từ phiên âm, từ tiếng Phạn ra đọc nó rất là khó. Để trì có hồn đó thì không phải là dễ các quý vị. Nhưng mà tôi thì tôi học đến đâu, tôi trì đến đâu, sư phụ chắc ở trong phòng sư phụ nghe hết. Cho nên là sư phụ mới nói rằng á, mày học mới có 3 ngày mà hơn rất nhiều người học 15 năm. Cả về ấn quyết lẫn gì, lẫn cái phương pháp trì chú, tức là cái âm điệu của gì, của trì chú, nó có hồn, nó có lực, và nó gì, nó có cái mình phải nói là có cái linh ở trong đó. Mình nói nôm na là như vậy, là chúng ta hiểu. Cho nên cái đây nó còn cái duyên. Nhưng mà vì tôi thì thấy rằng muốn đi về, bây giờ thì lại hoằng truyền thiên về tịnh độ. Vì tôi thấy nhân duyên của chúng sinh ở thời mạt pháp này, như Ấn Tổ cũng như là các vị tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, người khuyên là thôi thời mạt pháp này, khuyên mọi người mình tu nữa, và khuyên mọi người đi cái phương pháp nào mà nó ổn đáng nhất, nó đảm bảo nhất, đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi thì thực sự mới là người tu hành. Gặp A Di Đà Phật là thầy mình, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng, vân vân đó. Các vị Đức Bồ Đại Bồ Tát á, sẽ trực tiếp làm thân giáo sư để dạy mình á, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Vãng sinh về đó rồi á, mình không bị thoái chuyển nữa, không bị cảnh khổ của sinh già bệnh chết, không bị cảnh khổ về gì, về tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Chúng ta thẳng tiến gì ở trên con đường đạo cho tới ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển. Đấy mới là gì? Là một cái người khôn nhất, khôn ngoan nhất và thông minh nhất trong cái thời mạt pháp này để tu tập. Cho nên tôi vì nghe lời tin sâu cái lời dạy của các bậc tổ sư chư tôn đức trưởng lão về Tịnh Tông, cho nên thì bây giờ thì thiên về tịnh độ. Nhưng mà trước khi phát nguyện đới nghiệp vãng sinh thì cũng muốn đem lại một cái lợi ích nho nhỏ, kết duyên với đại chúng, với mọi người, với các tầng lớp xã hội, mà đặc biệt là y giáo phụng hành lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cho nên khuyên mọi người trong 7 năm học tập và tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để tu đức tu thiện, báo hiếu ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhẫn đến gì, trả nợ các oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gì đã vay mượn, đã gì đã giết họ. Cho nên đây cũng là vì vậy các vị thấy trong 3 năm qua chúng tôi chuyên giảng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Trong chùa cũng chuyên tụng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Còn tất cả những kinh khác hoặc những bài giảng khác nó chỉ là trợ duyên. Còn chính hạnh đó chính là giảng kinh Địa Tạng và
đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người dân chưa tin Phật, chưa biết đạo, nay họ đã tin Phật, đã biết đến đạo. Rất nhiều những người dân trước đây gì khổ sở, bệnh tật, khổ sở về gì, về tâm linh, tâm lý ở trong cuộc sống không thể giải quyết được. Nhưng khi mà nghe giảng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tịnh, đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cái vấn đề tâm linh, tâm lý ở trong gia đình họ phần lớn là gì? Đã được tiêu trừ, đã được giải quyết. Cho nên họ tin, họ tin rất gì, rất sâu. Thậm chí nhiều người còn quy tam bảo nữa, nhiều người còn thờ Phật ở tại nhà nữa, thỉnh kinh thỉnh tượng về nhà để gì, để đọc, để tụng, để lễ bái, để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát tại gia đình. Cho nên đây là gì? Đây là trong nhà Phật gọi là gọi tùy căn cơ để gì? Để giáo hóa, tùy nghiệp chướng của chúng sinh để dẫn dắt họ. Bây giờ nếu mà khuyên họ niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay, chưa chắc họ đã tin. Vì bây giờ họ đang cầu gì ạ? Đang cầu được bình an, đang cầu được mạnh khỏe, đang cầu được có công ăn việc làm tốt, đang cầu được có gì ạ? Con trai lớn tuổi có thể lấy được vợ, con gái lớn tuổi có thể lấy được chồng, đang cầu con cái gì cưới nhau mấy năm, năm năm chục năm, hơn chục năm rồi chưa có con, tìm các loại thuốc để cứu chữa, đông tây y kết hợp rồi, thậm chí là tâm linh cũng chữa rồi không được, cúng bái rồi cũng không được, lập đàn rồi cũng gì sám hối rồi cũng không xong, nhưng nay tụng kinh Địa Tạng một thời gian, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm việc thiện theo hướng dẫn của gì của chúng tôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ có, già có, thậm chí có đôi gì trên 50 tuổi rồi, cưới nhau đến hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi không có con. Nhưng thì vừa qua thì sau khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, tự nhiên thì họ được như nguyện, tức là gì, được sinh con trong khi đã gì trên 40 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp trên 50 tuổi tự nhiên sinh con. Sinh con không phải gì thông qua một cái sự tác động bên ngoài nào đó. Đó, chúng ta thấy đó là những cái sự vi diệu ở trong Phật pháp. Nếu khi chúng ta chỉ nhất tâm tín thọ phụng hành, trong nhà Phật gọi là gì? Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm á tất sẽ gì có ứng, có ứng á thì tất sẽ gì sẽ có gì có linh, có linh á thì tất sẽ gì có thông, tức là sẽ được gì sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đấy là mình nói theo cái cách hiểu của chúng ta thế gian là như thế. Cho nên ở đây các Phật tử ở trong đạo tràng chúng tôi bây giờ, chúng tôi thiên về khuyên nghe giảng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho tiêu trừ nghiệp chướng. Còn chú Đại Bi và kinh Phổ Môn chúng tôi cũng khuyên các Phật tử tu cũng rất là tốt, nhưng mà cái đó là gì, trợ duyên thôi. Còn cái chính hạnh, chính duyên, chính hạnh trong đạo tràng chúng tôi bây giờ phát nguyện thêm 4 năm nữa là 7 năm hành trì kinh Địa Tạng. Bây giờ mới có 3 năm thôi, còn 4 năm nữa. Nếu các Phật tử mà có thể cùng có duyên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng cùng với chúng tôi một thời gian xem, có thể gì thấy cái cuộc sống của mình về tâm linh hay tâm lý, hay là trong cuộc sống thế gian cũng như gì, cũng như việc học Phật xuất thế gian á, có thể các quý vị sẽ thấy khác hơn rất là nhiều, thấy tốt đẹp lên rất là nhiều. Cả việc thế tục cũng như việc xuất thế đều tốt lên rất là nhiều. Cũng với thời gian học và tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói rộng ra như thế để cho Phật tử này cũng tham khảo thêm. Chứ còn nếu mà Phật tử này á mà hành trì 42 thủ nhãn và Đại Bi Thập Chú đó mà chưa được thầy truyền giới cho, tức là chưa thọ về mật tông á,
thì thầy nghĩ là nên thôi, nên dừng lại, không có là dần dần là sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhẹ là gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nặng là có thể dễ gì sẽ sinh cái tâm gọi là đầu tiên là cống cao ngã mạn, xong rồi sẽ gì sẽ trở thành gì chướng ngại, và thậm chí là sẽ điên điên khùng khùng, sẽ loạn tâm đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên dừng ngay. Cái việc hành trì 42 thủ nhãn pháp là thuộc về pháp của mật tông, cho nên nếu chưa được thầy truyền thì Phật tử lại nên dừng ngay, và các Phật tử chúng ta cũng nên gì nên dừng khi chúng ta ai mà đang hành trì mà chưa được thọ mật pháp thì cũng nên gì nên dừng ngay. Thì cái pháp này là pháp khi mà chúng ta kết ấn, chúng ta quán tưởng, chúng ta trì chú, các vị thiên long bát bộ các ngài gì phải tuân thủ. Đặc biệt là những cái pháp gọi là những pháp câu triệu, ở trong đó gọi có những pháp câu triệu, tức là thỉnh chư thiên, thỉnh các vị gì, thậm chí các vị thánh tăng, các vị bồ tát còn phải vân tập. Trong 42 pháp thủ nhãn có những pháp mà hàng bồ tát và hàng chư thiên, hàng thánh tăng còn phải vân tập để gì, để hộ đàn, hộ giới và hộ pháp. Nhưng khi về đó lại thế chúng ta câu thỉnh, câu triệu các ngài về, thỉnh các ngài về á, mà chúng ta gì làm sai pháp á, các ngài không hoan hỉ, các ngài bỏ đi á, lần sau chúng ta có thỉnh, có câu triệu các ngài không về nữa thì gì? Ma gì thiên ma ba tuần đích thân nó về, hoặc là sai các gì các vị tướng quân của nó, hoặc là các vị binh hùng tướng mạnh của nó về á, để giả làm Phật Bồ Tát, giá làm chư thiên long bát bộ để cho mình thấy cái này cái nọ cái kia, và mình đắc được thần thông, để đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, túc mệnh thông, vân vân đó, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi vào đường tà. Cho nên khuyên Phật tử này và các Phật tử nếu chưa được thọ mật pháp, tức là chưa được thì được thầy truyền cho cái pháp mật tông á, thì chưa nên học. Không nên học, chứ không phải chưa, không nên học 42 pháp thủ nhãn, và không hành trì 42 pháp thủ nhãn khi chưa có thầy truyền. Mà thầy truyền phải là thầy đã thọ mật tông, mật pháp, và là biết về, biết rõ về cái phương pháp tu tập này, truyền cho mình mới được. Chúng tôi thì thực tế mà nói thì không ai truyền cho chúng tôi trực tiếp cái này, nhưng chúng tôi đã thọ mật tông, đã thọ mật pháp, cho nên khi nghiên cứu chúng tôi đã đối trước di ảnh của Giác Linh, cố trưởng lão hòa thượng Thiện Nhân Thượng Tuyên Hạ Hóa, và phát nguyện nếu có duyên ngài cho con thì xin được soạn ra, in ra và soạn 42 thủ nhãn pháp này để hành trì, để cầu nguyện tiêu trừ cái bệnh trước mà rất nhiều người dân Việt Nam năm 2017 đó đang mắc cái nạn gọi là cái bệnh chướng về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết đó, khủng khiếp, chết cũng khá nhiều người, mà đặc biệt là nó làm cho rất nhiều người khổ sở, mất công mất việc, mất đi sức khỏe. Cho nên chúng tôi vì cái đại nguyện đó mà soạn ra và hành trì một thời gian, nhưng từ đó đến nay thì cũng không hành trì được mấy, không hành trì được nữa, hành trì được có một thời gian thôi, sau đó thì dừng lại, sau đó thì dừng lại. Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó, mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội lỗi lớn nữa, uống huyết, uống máu tươi của gì của chúng sinh, mà bảo là gì đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thì thấy chắc chắn là gì các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận. Thì không bao giờ chúng ta thì bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì
nên đi ăn chay, vào ngày mùng 1 đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn đấy. À, ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi, nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân thì nó còn quá ít. Các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều nhưng phần lớn là các quán chay đắt tiền. À, vào ăn quán chay á, phải 100.000. À, nếu mà ăn buffet á, mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân á, thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000. À, mất rồi còn đâu nữa, vẽ bảo 99.000 thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. À, mà giả 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị, tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu, tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. À, thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, bình dân là 15 đến 20.000. Ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi, cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nó còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000. Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt, sang trọng, 5 người hoặc 6 người gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. Rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng những người họ không theo Phật đó, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo, các anh, các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô, các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc, vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi tôi thấy, đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay, quán nào đông chật luôn. Tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, gần chỗ cái đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó, ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường dài khoảng độ tầm 100 mét mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều, đặc biệt là khoảng 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông lại vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á, thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1,
14, 15 và ngày 18 và ngày 23. Những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm đó là ngày mùng 8 nữa. Thế những ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 đấy này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay có ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30, mùng 1. Tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta thì không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt. Không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ. Cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên đấy là cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Nên không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian, chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Là phóng sinh tu phúc làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên á, bạn nên khuyên gì, nên khuyên mọi người thay vào á, ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó và ngày rằm đó, tháng 2 ngày thôi, chỉ cần được tháng 2 ngày thôi các bạn thấy thì trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây thì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. Nếu mà tăng lên được thì được cái gì, vào ngày 30 mùng 1 và 14, 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. Bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. Đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn á,
làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện họ mới thấy gì, ô cắt tóc vào gì đầu tháng cũng gì cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói gì, cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn càng có tốt. Bạn gái đấy gì đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì nhiều anh chàng là gì đi cứ liếc liếc mắt ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ họ không kiêng cắt tóc vào gì vào đầu tháng nữa đâu, mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư cái thừa những cái xấu á, để đón cái gì cái cát cái tường cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra à. Nếu cắt vào đầu tháng á, thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không, cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì chả ai nhìn nữa. Đó, cho nên đấy, cái này thì thôi nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã, người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên à, thì bạn sẽ ngày ta đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa, chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi, tên con là Minh Thư ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang chỉ chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải chỉ thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì chỉ niệm chú Đại Bi mà không hành chỉ 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện. Nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm, và bạn đã tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng là trì Đại Bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy. Hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú Đại Bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Và do đó bạn thì bạn đã và đang hành trì Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp, sau khi hành trì rồi lại tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu, tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì á, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng trì Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người
có tay mà không chân cả. Chưa thấy, chưa từng thấy qua, quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là gì? Thầy cũng là một con mọt sách, thầy đọc sách rất là nhiều, nhưng mà chưa từng thấy. Chứ không phải là không có nhé, thầy không nói là không có, thầy chưa gặp, chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ, hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy. Thậm chí họ lấy thì lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn, hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, cho nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, đại lão hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, chúng ta phải nói đúng là cố Giác Linh đại lão hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân, vì ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy cố đại lão hòa thượng thượng nhân Tuyên Hóa, ngài nói rằng chỉ Đại Bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại hành thủ nhãn mà không chỉ Đại Bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông ấy, thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy. Đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông á, mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách, tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì á, là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối, đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian, chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu chứng, và chúng ta gì cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên bất cứ lúc nào, chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là mật pháp. 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn Đại Bi Thập Chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì Đại Bi Thập Chú không cần phải gì ạ? Không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì Đại Bi Thập Chú của Đức Quán Thế